ta sẽ học thêm về các cái thông số, các cái tham số khác nữa. Tất cả những cái tham số này đều ảnh hưởng rất là lớn đến cái bức tranh của chúng ta. Và khi mà chúng ta bắt đầu ấy thì đừng đừng làm những cái gì mang tính chất quá phức tạp. Hãy đưa vào đó những câu lệnh thực sự đơn giản, được chưa ạ? Để chúng ta hiểu được từng cái tham số, hiểu được từng cái câu lệnh một. Đừng đừng đưa vào những câu lệnh mà nó quá dài và chúng ta sẽ không biết được là cái từ khóa nào là từ khóa quan trọng, thấy chưa? Đấy, cho nên là những cái cơ bản nhất mà Huy muốn chia sẻ cho anh chị em, những cái gọi là những cái từ khóa, những cái tham số đầu tiên đấy là cái tham số màu sắc. Với tham số màu sắc này, chúng ta có thể tạo ra vô cùng nhiều cái biến thể khác nhau mà chúng ta cảm thấy vô cùng là đặc biệt, đúng không ạ? Ở đây thì Huy sẽ điểm qua một số cái màu sắc mà chúng ta sẽ hay dùng nhá, và một số cái màu sắc mang tính chất đặc biệt để chúng ta có thể là gì ạ, thực hành nhá. Ok, đầu tiên thì những anh chị em nào mà đang có một cái nick dùng chung này nhá, thì anh chị em tạm thời là chưa chưa sử dụng nhá, để Huy thực hành cho anh chị em đã. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vẽ một cái bức tranh. Đấy. Chúng ta sẽ cùng nhau vẽ một cái bức tranh. Đấy. Đấy chưa ạ? Một cái bức tranh đơn giản để mà chúng ta có thể là gì ạ? À. Có thể thêm vào đó những cái tham số. Ví dụ như là Q gần. Mình chỉ đưa vào một cái tham số là gì ạ? Là một cô gái đáng yêu. Được chưa ạ? Đơn giản thế thôi. Không cần phức tạp, không cần cầu kỳ, được chưa ạ? Cái quan trọng nhất ở đây đấy, đó là chúng ta thêm vào những cái tham số, được chưa ạ? Thêm vào những cái từ khóa thì nó sẽ thay đổi như thế nào, được chưa ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ thay đổi, đó là Q girl, nhưng mà gì ạ? Nhưng mà có thêm cái màu sắc nữa, thì chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ có những cái gì, đúng không ạ? À, bây giờ chúng ta thêm cái màu hổ phách vào, amber vào, được chưa ạ? Thêm cái amber này vào, amber, để chúng ta xem là gì ạ, là cái khi mà chúng ta đưa thêm màu sắc vào thì cái điều gì nó sẽ diễn ra. Tách biệt từng cái tham số một để chúng ta ra được cái gì ạ, ra được cái kiến thức khác nhau. Rồi, sau đó chúng ta đưa thêm một cái từ khác nữa vào, ví dụ như là copper. Copper tức là gì ạ? Là màu đồng, đúng không ạ? Màu đồng. Đấy. Đấy ạ, copper. Q copper girl. Q copper girl. Rồi. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đây một cô gái rất là đáng yêu, đúng không ạ? Một em bé rất là đáng yêu, đúng không ạ? Anh chị em nhìn thấy không ạ? Đó. Đấy, với đôi mắt sáng long lanh, đúng chưa ạ? Đấy. Sau đó thì mình yêu cầu nó chuyển sang là gì ạ? Màu amber. Đấy, màu amber tức là màu thiên à, màu màu amber tức là màu hổ phách. Chuyển sang màu hổ phách thì nó ngay tức nó ra một cái bức tranh với cái màu hổ phách, nhưng mà gì ạ, lại sang xu hướng là anime, đúng không ạ? Hoạt hình đó, nó không phải là bức tranh nữa mà ra là hoạt hình. Rồi bây giờ chúng ta đưa vào cái màu đồng thì chúng ta cũng chưa cần phải gì ạ, đấy, phải làm cái gì cả, thì nó đã ra một cái hình, nó cũng mang tính chất hoạt hình rồi, đúng chưa ạ? Bây giờ chúng ta lại chuyển sang một cái màu khác nữa, màu emerald, đấy, ngọc lục bảo. Q gần. Emerald ở đây là gì ạ? Đây cái màu đồng thì ngay lập tức là gì ạ, nó đổi cái phong cách
sang một cái cô gái mà với cái màu mà có những cái có cái màu đồng bóng như này, anh chị em thấy không ạ? Đây là có những cái đồ trang sức hoặc là cái đồ đeo ở trên đầu này, hoặc cái mũ này bằng đồng này đấy. Vẫn là cô gái dễ thương và thêm cái màu này vào phát thì anh chị em thấy nó sẽ ra phong cách khác hoàn toàn, đúng chưa ạ? Rồi thêm một cái màu nữa mà chúng ta thường dùng, ví dụ như là màu gold cũng là khá là hay dùng này. Gold. Rồi một cái màu nữa mà chúng ta sẽ tạo ra được những cái hình ảnh rất đẹp, đó là rainbow, đúng không ạ? Rainbow rainbow Q-Gun. Đấy. Rồi, anh chị em thấy không ạ? Ở đây nó ra cái màu gì ạ? Màu Emerald, màu ngọc lục bảo. Anh chị em thấy không ạ? Lại ra được một cái phiên bản đẹp long lanh. Không cần phức tạp gì anh chị em ạ. Chỉ cần một cái là Q-Gun, xong đó là gì ạ? Thêm cái màu sắc vào thôi. Và ngay lập tức chúng ta lại ra được một cái bộ sưu tập khác rồi. Được chưa ạ? Đó. Đấy, nếu mà chúng ta chỉ nói là một Q-Gun bình thường thì nó sẽ ra bức ảnh. Nhưng khi mà chúng ta đưa các cái màu sắc vào thì lúc đấy sao ạ? Nó tự động nó chuyển sang những cái cô gái được vẽ bằng gì ạ? Bằng nét vẽ hoạt họa. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chỉ có thể nét vẽ hoạt họa thì mới đưa vào đến những cái gì ạ? Những cái màu sắc sặc sỡ thôi. Đấy, hoặc nếu không chúng ta muốn là hình ảnh, chúng ta phải là a photo of Q-Girl, được chưa ạ? Rồi. Ở đây là một cái bức tranh với cái phong cách là Aladdin, được chưa ạ? Đấy, phong cách là Aladdin. Đây nha, ở Aladdin Color Palette Q-Girl nha. Đây là ngọc lục bảo này. Còn đây là cái gì ạ? Màu gold. Màu gold tức là nó là màu vàng nhưng mà nó lại là vàng gold. Nó lại hơi bóng bẩy một chút anh chị em ạ. Nó không phải là vàng nhé, không phải yellow nhé, mà gold nó lại khác. Đó, cũng là vàng nhưng mà lại vàng gold nó khác. Bây giờ mình thử cái màu yellow nhé. Yellow này. Đấy. Q-Girl này. Đấy, đây là cái màu gọi là rainbow này. Anh chị em thấy không ạ? Đưa rainbow vào một phát thì nó sẽ cho gì ạ? Nó cho chúng ta rất nhiều màu sắc sặc sỡ. Đấy, có một cái cầu vồng phía sau hoặc là cái ô mà gì ạ? Cái màu cầu vồng, cái áo cũng màu cầu vồng. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đó. Rồi. Chúng ta đưa vào một cái đây nhá. Chúng ta đưa một cái này vào green foreground, tức là gì ạ? Green foreground thì chúng ta sẽ ra một cái hình nó lại khác hoàn toàn nha. A green foreground Q-Girl. Đây anh chị em nhìn này. Khi mà chúng ta bảo là yellow girl ấy, yellow Q-Girl ấy thì nó ra cô gái mặc cái áo màu vàng. Được chưa? Mặc cái áo màu vàng. Đấy. Đó, mặc cái áo màu vàng. Ở đây có một cái màu nữa mà chúng ta cũng hay dùng, đấy là gì ạ? Monochrome, tức là màu này là màu đơn sắc, nó kiểu như màu đen trắng ấy nha. Anh chị em thấy nó sức mạnh của nó như nào? Đây anh chị em thấy không ạ? Nếu mà yellow girl thì làm sao ạ? Nó ra là cô gái mà mặc áo vàng, cô gái một em bé mặc áo vàng, được chưa ạ? Rồi, đây là gì ạ? Đây là cô gái, nhưng mà theo cái thể loại vẽ tranh kiểu Aladdin và cây đèn thần. Anh chị em thấy không ạ? Theo thể loại Aladdin, cây đèn thần. Và là một gì ạ? Là một cô gái đáng yêu. Đó. Mình chưa có xét về cái tuổi của cô gái, cho nên là gì ạ? Nó sẽ tự đưa vào.
Cái này Aladdin cây đèn thần làm hai cái luôn à. Đấy. Ok nha. Đấy, thì nó sẽ ra cái phong cách này. Ví dụ mình muốn vẽ cái hoạt hình hoặc là vẽ cái bức truyện tranh theo phong cách Aladdin chẳng hạn, thì mình thêm cái này vào thì nó sẽ ra cái phong cách đấy. Anh chị em ok không ạ? Nhá. Đấy, gold girl nó khác, còn yellow girl thì nó lại ra khác. Đấy. Còn monochrome girl thì nó lại ra khác nha. Đấy. Rồi. Chúng ta có thể thêm một vài những cái cực kỳ độc lạ. Chúng ta sẽ ra được những cái độc lạ và ở trên mạng chúng ta sẽ thấy rất ít người dùng. Nhưng mà chính vì ít người dùng mà chúng ta dùng thì chúng ta mới gì ạ? Mới có sự sáng tạo. Đó là gì ạ? Terachromacy, tức là gì ạ? Rất nhiều màu sắc, nó mang tính chất là gì ạ? Nó rất là mạnh. Đấy. Đấy. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đây là monochrome. Đấy, rất nhiều anh chị em hôm trước có hỏi là làm thế nào để chuyển cái màu mà gì ạ? Cái ảnh màu thành màu ảnh đen trắng, thì đó là gì ạ? Chúng ta có thể dùng black and white, nhưng mà chúng ta dùng cái từ monochrome, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ ra ngay cái ảnh là gì ạ? Ảnh đen trắng, hoặc là hình đen trắng nha. Đấy, và sẽ có những cái bức hình mà mọi người sẽ rất khó để sao chép mình. Đó. Ở đây có một số cái loại màu vô cùng đặc biệt đấy anh chị em ạ. Đấy nha. Chúng ta dùng cái Vibrant Amethyst Pearl, tức là nó dạng là kiểu dạng kiểu hóa thạch, nó dạng kiểu thạch anh ấy. Thạch anh nhé. Đây, terachromacy. Đấy. Đấy, đây anh chị em thấy ạ. Terachromacy thì anh chị em thấy nó sao ạ? Nó sẽ nhuộm tóc highlight hoặc là cái áo highlight. Nó khác với cả rainbow nhá. Nó chỉ là gì ạ? Nó chỉ đưa vào đấy những cái mảng màu mà nó cũng gì ạ? Nó cũng rất nhiều màu sắc, nhưng mà nó ghép vào trong đấy thôi. Được chưa? Nó không phải rainbow. Rainbow, chúng ta đưa rainbow phát là nó hiểu ra cái cầu vồng này. Nhưng mà terachromacy thì nó sẽ đưa vào đấy những cái màu sắc ở bên trong cái bức ảnh. Đấy, mà nó cũng là gì ạ? Đa sắc màu, nó dạng như cầu vồng. Đấy. Cho nên là gì ạ? Là khi mà chúng ta hiểu được nhiều cái tham số ấy, thì chúng ta sẽ tùy biến được tốt hơn. Rồi. Hoặc là cái vivid green này cũng là một cái rất hay nha. Đấy. Vivid green này. Đó. Hoặc là cái vivid orange này. Đấy, cũng rất hay này. Vivid purple này, vivid red này, vivid yellow này. Anh chị em thử trải nghiệm nha. Đây, anh chị em thấy không ạ? Đây là cái dạng kiểu như là thạch anh, kiểu hổ phách mà màu tím ấy. Đó, thì nó sẽ ra những cái hình ảnh mà nó mang tính chất, nó sẽ giống như kiểu tạc tượng này. Đấy, 3D mà nó gì ạ? Nó như này. Đây nó là gì ạ? Nó là Vibrant Amethyst Pearlescent. Đó, được chưa ạ? Thì chỉ khi nào chúng ta dùng những cái câu lệnh như vậy, những cái từ khóa như vậy, thì chúng ta mới tạo ra được những hình ảnh như này thôi. Cho nên bình thường ấy, là chúng ta tạo ra được những hình ảnh như này ấy, là nó vô cùng khó luôn. Đúng không ạ? Bởi vì sao ạ? Bởi vì vốn từ của chúng ta là có giới hạn. Cho nên là khi mà chúng ta tạo ra được những hình ảnh, nó chỉ là hình ảnh thông dụng, thông thường thôi. Đấy, để mà, ví dụ bây giờ mà mình đưa ra một cái hình ảnh như này, thì rất ít người có thể là gì ạ? Là làm được, có thể sao chép được. Đấy, hoặc là mình sao chép nó dạng như kiểu là búp bê màu tím chẳng hạn thế, thì nó sẽ ra được cái cô này. Đấy. Đấy, nhưng mà cô này để mà mô tả, để tạo ra cô này thì nó sẽ khó hơn rất là nhiều. Đấy, hoặc là cô này.
thì rất nhiều người sẽ lại diện đưa vào là mắt to này, xong rồi lại diện là tóc dài quăn này, xong rồi thì nó rất là phức tạp, đúng không ạ? Nhưng thực tế câu lệnh nó đơn giản, nó không phức tạp như vậy. Đó, anh chị em nhìn cái Vivid Green này. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Vivid Green thì nó ra những cô gái màu xanh này, nó rất là đẹp luôn. Và cái màu Vivid ấy, thì nó sẽ hơi gọi là xanh đậm hơn một chút và nó hơi bóng một chút. Đó, nó khác cái màu green nhá. Mình đưa vào màu green phát nó cho cái áo màu xanh này. Ở đây là Emerald này, nó màu nó khác này, anh chị em thấy không ạ? Vẫn là màu xanh nhá, nhưng mà Vivid Green ấy, thì cái màu xanh của nó tươi hơn, mà nó trong. Đấy, còn màu này màu Emerald này. Đấy, hoặc là cái màu xanh, mình có thể dùng màu green nhá. Thử cái màu green nhá. Đấy. Đấy, màu Vivid Vivid Oak Green này. Đấy. Tức là vẫn là màu cam, nhưng chúng ta thêm cái màu Vivid vào thôi thì ngay lập tức nó sẽ có những cái mảng bóng này. Đấy, hoặc là nó gì ạ? Cái màu cam nó rất là trông rất là đáng yêu ấy. Đấy, ví dụ mình cho Orin nhé. Mình bỏ cái Vivid đi, mình cho cái Orin rồi. Thì chúng ta sẽ thấy nó rất là khác. Ok không ạ? Rồi. Đấy. Thì khi mà chúng ta sở hữu được cái bộ này và chúng ta đã có một cái gọi là bộ công cụ rất là kinh khủng rồi, thì chúng ta sẽ hiểu hơn rất là nhiều và chúng ta sẽ có những cái bức tranh vô cùng độc đáo. Đấy. Đấy. Ví dụ như là chúng ta có thể pha những mảng màu này, red, yellow, blue. Được chưa ạ? Image nha. Đấy. Đây là green nhá. Đây là green Kyogre. Đấy, green Kyogre. Đấy thì nó ra những cái hình như này. Đấy, còn Vivid, Vivid thì nó lại khác. Vivid là nó xanh, nó xanh miết luôn. Đó. Còn đây là green. Vivid green nó khác, còn green nó khác. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Thì cái này thì nền nó màu trắng này, thì nó chỉ tập trung vào cái màu xanh ở cái cô gái thôi. Ở tóc này, ở mắt này, ở áo này, tóc mắt áo này, tóc mắt áo này, tóc mắt áo này, đúng không ạ? Còn Vivid ấy thì nó làm cả cái bức ảnh nó màu xanh luôn. Đấy, nó sẽ làm cả cái bức ảnh xanh luôn. Và cái màu xanh của nó bóng bẩy hơn. Được chưa ạ? Đó. Cái màu cam, Vivid cam cũng thế. Đấy, Vivid cam thì nó làm cho cả cái bức ảnh nó nhuộm màu cam luôn. Và gì ạ? Và cái màu cam của nó trông nó bóng hơn, trông nó mượt hơn. Đấy, ở đây là đây. Đây cũng là Old Green Girl. Thì là sao ạ? Là thấy cô gái là cầm quả cam. Đấy, hoặc có những cái quả cam ở bên cạnh. Đó, được chưa ạ? Đó. Đây là Green. À, green. Còn đây là màu gì ạ? Màu xanh đỏ vàng. Đấy, đây là màu red, yellow, blue. Đó ạ. Red, yellow, blue. Thì làm sao ạ? Nó ra một cô gái mà được phối màu, áo màu vàng, cái nơ màu đỏ, váy màu xanh. Đấy, tất màu đỏ, giày màu xanh. Đó. Đấy, nó phối màu vào. Đó. Nhá. Thì anh chị em thấy không ạ? Nó chỉ cần thay đổi cái màu sắc thôi là ngay lập tức là chúng ta thấy là gì ạ? Nó thay đổi rất nhiều rồi, đúng không ạ? Vì vậy là gì ạ? Chúng ta hãy trải nghiệm, hãy thử nghiệm những cái màu sắc này. Được chưa ạ? Và bây giờ tôi sẽ dành cho anh chị em khoảng 5 phút để anh chị em sáng tạo ra các cái hình ảnh của mình dựa trên những cái màu mà Huy để trên màn hình. Được chưa ạ? Và anh chị em sẽ cùng nhau tạo ra 3 cái bức tranh. Mỗi người tạo ra 3 bức tranh. Đấy. Và chúng ta lấy một cái chủ đề nào đó, lấy một cái chủ đề nào đó mà chúng ta thích, sau đó chúng ta thống nhất vào. Được chưa ạ? Cái chủ đề thì Huy không cho, Huy chỉ cho cái màu sắc thôi. Được chưa ạ?
Cái màu sắc đầu tiên ấy thì anh chị em để chế độ là neon đấy nhỉ. Cái thứ hai đấy là chúng ta để monochrome. Cái thứ ba là chúng ta để multicolor. Đấy, thử ba cái màu sắc này. Rồi, cảm ơn bạn Trần Xuân Ngọc, rất nhanh. Một cái màu là neon, hai cái là monochrome, ba nó là multicolor. Được chưa ạ? Thử ngay lập tức ba cái màu này với bất kể một chủ thể nào, đơn giản thôi. Có thể là một bông hoa, có thể là chú mèo, một có thể một ngôi nhà, có thể một cái xe, có thể là một con người hoặc một cô gái, một anh chàng, đấy, một cậu bé. Đấy, hoặc là một cái áo, một con ngựa, một bãi biển, bất kể cái gì anh chị em muốn. Hãy thực hành thật nhanh ạ. Đi cho anh chị em 5 phút. Sau khi thực hành xong thì anh chị em có thể gửi vào trong Zalo hoặc là gửi trên nhóm. Gửi luôn vào trong cái phần chat của Zoom cũng được. Rồi, 5 phút để anh chị em thực hành bắt đầu. Được không ạ? Anh chị em nào vẫn chưa làm được thì báo Huy nhá. Amber Monochrome Gray Minh Dynasty. Vậy sao lại vừa cả Ambo vừa cả Monochrome vậy hả anh Cường ơi? Anh Duy Hoàng đã ra đồ rồi này. Hoàng Kim Phong thì sao? Lê Trung Hiếu thì sao? Chưa đăng ký được. Bảo rồi, khi nào mà mình đăng nhập ấy, nó có 3 bước thôi. Bước 1 vào đăng nhập thì nó sẽ yêu cầu là gì ạ? Xác nhận vị trí. Thì lúc mà trước khi đăng nhập thì báo cho Huy bảo là gì ạ? Là thầy ơi em chuẩn bị đăng nhập đây, được chưa? Đăng nhập phát thì nó sẽ gửi email về xác nhận vị trí. Nó xác nhận vị trí xong một cái thì làm sao ạ? Thì mình đăng nhập vào bình thường thế thôi, không có gì khó hết. Hôm qua không học nên không biết tạo hiệu ứng neon như nào. Vừa mới dạy xong đấy ạ, không có gì mà không học hết. Vừa mới dạy xong tức thì bây giờ mình chỉ cần thêm neon thôi. Ví dụ như là bạn Trần Xuân Ngọc này, anh chị em sau khi mà tạo xong cái bức ảnh nhá thì mình lại vui lòng gửi cái câu lệnh của mình lên trên nhóm nhá. Rồi, mỗi người ba cái bộ bức ảnh nhá, chúng ta không cần phải upscale đâu, chúng ta để nguyên như thế, chúng ta để gửi cả bộ ảnh lên là được rồi. Được chưa ạ? Ở đây là một quán cà phê mà có gì ạ? Đèn neon, anh chị em thấy không ạ? Đấy. Và vẫn là cái gì ạ? Cái quán cà phê đó mà chúng ta để là gì ạ? Monochrome thì chúng ta lại ra cái hình ảnh khác, không phải quán cà phê nữa. Được chưa ạ? Rồi. Phạm Hằng rất thích hoa này. Đấy. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Hoa mà thêm cái hiệu ứng neon vào hát là anh chị em thấy nó phát sáng là đẹp vô cùng luôn. Đúng không ạ? Câu lệnh vô cùng đơn giản, nhưng mà gì ạ? Nó tạo ra bức ảnh mà mọi người phải trầm trồ luôn. Đúng không anh chị em? Phạm Hằng thấy sao? Đấy, đây là multicolor này. Multicolor nó giống như là colorful ấy. Nó giống như là gì ạ? Giống như là rainbow ấy. Đấy nhỉ ạ? Đấy, cũng là cô gái này. Đây, nhưng mà cô gái mà đen trắng thì nó trông như này. Anh chị em thấy không ạ? Monochrome thì nó giống như là cái ảnh chụp ngày xưa ấy, hoặc là cái ảnh mà cái bức tranh vẽ bằng bút chì ấy. Nhưng mà gì ạ? Nó cũng rất là sắc nét luôn. Được chưa ạ? Rồi, nhưng mà chuyển sang neon một phát thì anh chị em thấy sao ạ?
ra một cái bức ảnh nó siêu thực và thực sự là dạng là rất nghệ thuật luôn. Anh chị em thấy không ạ? Rất nghệ thuật, rất đẹp luôn. Đó. Anh chị em thấy không ạ? Rất là đẹp luôn, long lanh. Và nó sẽ tạo ra những cái hiệu ứng cực kỳ tuyệt vời. Đấy. Còn Multi Color thì anh chị em thấy không ạ? Nó tạo ra cái bức ảnh này. Đấy. Rất là gì ạ? Giống như là cái màu nước ấy. Đấy. Giống như là cái màu nước và giống như là bức tranh ấy. Đấy. Giống như là cái tranh sơn dầu á. Đấy. Hoặc là gì ạ? Đấy. Multi color này, đấy nó sẽ trở thành bức tranh rất là đẹp, biến thể này, đấy thấy chưa, tuyệt vời không ạ? Rồi đây cũng là cô gái gọi là hơi ở thời xưa một chút đúng không ạ? Đây là monochrome đúng không ạ? Còn Quyên Minh ơi, cái cô gái này là thể loại gì đây? À em đánh lệnh lady không hả thầy? Cái từ cái câu lệnh của cái này là gì? A lady không thầy ơi. A lady là... tức là chưa có màu đúng không? Dạ đúng rồi. Đấy biết ngay mà. Đây. Đây là con chó này là gì ạ? Là Amber này. Đấy, màu Amber này. Được chưa ạ? Nhưng mà mình đang tập luyện cái ấy nhá. Đấy, monochrome by này, đấy. Anh chị em thấy không ạ? Nhưng mà ảnh nó hơi bị bé, mình download cái ảnh xuống rồi mình up lên nhá. Đấy, Trần Xuân Ngọc này tạo ra cái bức ảnh này này là gì ạ? Là multi color này, anh chị em thấy không ạ? Một cái ảnh gọi là phong cảnh. Đấy, multi color flower garden. Đấy. Rồi, anh chị em nhìn này, vẫn là flower garden nhưng mà gì ạ? Ở chế độ monochrome. Thì anh chị em thấy không ạ? Ra cái ảnh mà đen trắng như này. Đấy, rất là hay luôn. Như vậy là chúng ta gì ạ? Chúng ta điều khiển được cái đầu ra của mình bằng cách là gì ạ? Là chúng ta đưa vào đấy những cái đầu vào đấy, phù hợp. Đấy. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Khi mà chúng ta chụp ảnh với cái bức ảnh đen trắng ấy, nó có cái hay riêng của ảnh đen trắng nhá. Monochrome nó tức là ảnh đen trắng. Cho nên là gì ạ? Ảnh đen trắng nó có hay của ảnh đen trắng anh chị em nhé. Đấy, nó có xu hướng, nó hơi hướng, nó mang tính chất nó hoài cổ một tí nhưng mà nó có cái hay riêng. Đây là Amber rồi. Đấy. Đây là dạng Amber, dạng hóa thạch. Đấy, đúng không ạ? Đây, đây neon đây. Đấy, vẫn là một cái bức tượng thời xưa đúng không ạ? Đấy, của một cái chiến binh thời xưa nhưng mà nó là dạng neon rồi. Anh chị em tiếp tục gửi thêm đi ạ. Nha, tiếp tục gửi thêm đi ạ. Có anh chị em là gửi trên Zalo, anh chị em gửi cả hai nhá. Gửi cả lên Zoom và gửi cả lên Zalo nhá. Gửi lên cả Zalo nhá anh chị em nhá. Gửi lên cả Zalo nhá. Gửi lên Zalo cho những anh chị em nào mà không học, anh chị em cảm thấy hào hứng này. Mình như khoe này ảnh này ạ. Đúng không ạ? Mà gửi lên ấy là mình gửi luôn cả cái prompt lên cho anh chị em ấy luôn. Gửi hết lên trên các nhóm nha. Gửi hết lên các nhóm Zalo nha. Gửi lên nhóm Zalo anh chị em cứ gửi hình nét nha cho nó đẹp nha. Mấy bức ảnh của Hằng đẹp đẹp quá. Anh chị em gửi lên nhóm đi ạ, gửi lên các nhóm đi ạ. Gửi lên các nhóm luôn cho nó sôi động lên ạ. Sôi động các nhóm Zalo lên cho nó. Được không ạ? Ok. Rồi. Rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Còn ai chưa làm được không ạ? Là monochrome Q-gun. Đấy. Có ai chưa thực hành được không anh chị em? Ai chưa thực hành được comment xuống hướng dẫn nào.
Nếu mà anh Trung anh ơi Trung Hiếu, nếu như mà chưa vào được cái tài khoản mà mua chung ấy thì mình vào tài khoản miễn phí đi. Mình đăng ký tài khoản miễn phí mình vào mình thực hành đi. Ok nhá. Mình làm cái tài khoản miễn phí mình vào thực hành đi, đừng để cái việc mà không có tài khoản nó ảnh hưởng đến cái việc học của mình. Còn cái việc mua chung kia tí nữa Huy hướng dẫn. Vừa rồi vừa hướng dẫn rồi đấy. Nếu như mà anh đăng nhập vào cái đó thì anh báo Huy để Huy gì ạ? Huy check luôn cho anh luôn. Nếu mà anh Lê Trung Hiếu mà bây giờ có thể thì anh đăng nhập vào theo cái mật khẩu với cả cái gì ạ? Cái email đã được cấp nhá. Được chưa ạ? Mình đăng ký nhá. Đăng ký đi, sau đầu nó gửi về mail của Huy là Huy cấp quyền cho anh luôn. Thật nhanh nào. Được không ạ? Nếu mà anh không làm được thì anh tạo tài khoản mới, tạo tài khoản miễn phí dùng tạm đi. Được chưa ạ? Nhá. Ok, rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Rồi, đây mới là một phần của cái màu sắc thôi. Màu sắc còn rất nhiều nữa. Và chúng ta, việc của chúng ta đó là gì ạ? Mỗi lần chúng ta vào, chúng ta khám phá một hai cái màu sắc. Để làm gì ạ? Nó giống như là cái quyển từ điển ấy. Và việc của chúng ta đó là phải dở đi dở lại nó nhiều lần, chứ không phải là đọc một lần là xong. Đấy. Và đó là lý do mà Huy nói là gì ạ? Cái cuốn sách này của Huy ấy, là Huy tạo ra để cho anh chị em đọc đi đọc lại, chứ không phải như quyển sách khác mình đọc một lần là xong. Được chưa ạ? Rồi, tiếp theo đến các cái gì ạ? Các cái yếu tố về thẩm mỹ, về nghệ thuật. Về nghệ thuật nhá. Nghệ thuật thẩm mỹ. Đấy. Với các cái yếu tố về nghệ thuật thẩm mỹ thì nó lại sẽ có những cái gì ạ? Có những cái yếu tố riêng. Và chúng ta cũng sẽ phải gì ạ? Cũng phải nghiên cứu những cái yếu tố này. Ở đây chúng ta sẽ thấy có những cái màu sắc hình ảnh mà nó sẽ rất là gì ạ? Rất là đặc biệt. Đó. Ở đây chúng ta có cái là gì ạ? Acid piece. Được chưa? Acid piece. Rồi, anh chị em tạm thời dừng thực hành nhé, dừng thực hành, tập trung vào bài học này. Bây giờ cũng là ở gì ạ, ở Kugel, nhưng mà nó thêm từ Acid Piece vào. Đấy, thì nó sẽ ra cái gì nhá. Rồi, đấy. Rồi. Nếu như mà mình đưa vào một cái phong cách, nó là cái phong cách đây, thử cái phong cách này xem. Đây, thử phong cách này xem. Át hoè, không biết nó phong cách gì luôn. Dạ. Yeah. Rồi. Thêm một cái phong cách này nữa, đấy là gì ạ? Afro Victorian. Kugel. Tất cả anh chị em dừng thực hành nhá, dừng thực hành nhá. Dừng thực hành. Anh chị em dừng lại hết các cái lệnh đi ạ. Tập trung vào đây. Ở đây là gì ạ? Vẫn là Kugel nhưng mà ở chế độ là Acid PC. Đấy, anh chị em ạ, Acid PC thì nó lại ra những cái màu, mảng màu và những cái yếu tố nó lại khác. Acid PC ấy, nó hơi mang tính chất, nó hơi quái một tí, hơi ma mị một tí anh chị em nhé.
Đấy, cũng là những cái màu sắc nhưng mà nó hơi hơi độc hại một tí, nó kiểu kiểu đấy, kiểu axit ấy, nó độc hại, nó hơi phá cách một chút đấy ạ. Còn cái màu mà gì ạ, màu át hoe đấy là màu nghệ thuật, nhưng mà nó lại gì ạ, nó lại ra cái kiểu là nó hơi phong cách, nó hơi QQ một tí đấy. Màu sắc nó sẽ nó không phải là một cái màu nào cụ thể đấy nhỉ, nó không phải là màu cụ thể mà cái phong cách của nó là một phong cách như là gì ạ, nghệ thuật dạng kiểu tạo hình như vậy đấy, đấy không ạ. Đây với ở cái chế độ là gì ạ, Afro Victorian thì nó sẽ ra cái hình như này đó. Đây là cái phong cách của gì ạ, của cái ông nghệ sĩ đó sao ấy, là gì ạ, Victorian đấy, Afro Victorian đấy, của cái người nghệ sĩ đó, thì nó sẽ ra cái thể loại nó kiểu kiểu như thế này đó đó. Rồi với mỗi một cái phong cách nghệ thuật khác nhau thì nó sẽ ra những cái hình ảnh khác nhau ở đây nha. Ví dụ như là chúng ta sẽ có những cái hình ảnh như kiểu như này, nó hơi đen tối một chút này, được chưa ạ? Dark Fantasy này, chúng ta thử cái Dark Fantasy nhá. Rồi Q-Girl đó. Rồi rồi chúng ta thử thêm một cái nữa đấy, nó là dạng deathcore đấy, xem ra cái thể loại gì nha. Đấy rồi thêm một cái thể loại nữa, đây thêm cái thể loại nữa, đấy là gì ạ, Dolly Pun rồi. Rồi và thêm một cái nữa cuối cùng, Fairy Cake. Fairy Cake. Fairy Cake. Cake key. Fairy key. Rồi. Anh chị em thấy này. Đây là chế độ là Dark Fantasy này. Dark Fantasy tức là gì ạ? À, siêu siêu thực nhưng mà nó lại gì ạ? Nó lại mang tính chất đen tối này. Cũng là Q girl nhưng mà gì ạ? Nó là fantasy. Đấy, được chưa ạ? Và nó là dark. Đấy, cho nên dark fantasy thì nó sẽ là gì ạ? Nó là siêu thực. Đấy, còn nếu mà chúng ta là gì ạ? Fantasy nhá thì nó lại khác nha. Fantasy Q girl thì nó lại ra khác anh chị em nha. Dark fantasy nó lại ra khác nha. Đấy. Ở chế độ đấy là gì ạ? Don Pum. Anh chị em thấy không ạ? Lại ra một cô gái búp bê đấy, nhưng mà cũng mắt to dễ thương như này. Đấy chưa ạ? Don Pum. Chế độ này là chế độ Dark Core. Chế độ Dark Core, anh chị em thấy không ạ? Cũng là Q Girl nhưng mà chế độ Dark Core. Dead Core tức là gì ạ? Là chế độ mà nó mang hơi hướng là kiểu như là cái thần chết ấy. Đấy, thần chết hoặc là những cái sinh tử sống chết ấy, nó kiểu kiểu như vậy. Được chưa ạ? Deathcore. Đấy, cái lõi của nó là cái tử thần, cái thần chết hay là cái chết. Đó. Đấy, hoặc là Fairy Cake Q Girl. Đấy, Fairy Cake thì làm sao ạ? Nó lại tạo ra những cái hình ảnh những cô gái
mà nó gọi là hơi hướng nó fairy một tí, tức là nó kiểu như là nàng tiên ấy. Ừ. Nhưng mà ở đây thì nó tạo ra những hình ảnh, thì bên này là ảnh thật, bên này là ảnh vẽ. Đó. Ok không ạ? Rồi. Nếu như mà chúng ta dùng fantasy á thì chúng ta sẽ ra đây. Đấy, những cái cô gái cute girl nhưng mà dạng fantasy. Đấy. Cute girl mà dạng fantasy thì nó cũng là gì ạ? Nó cũng là cái siêu thực rồi, không thực tế rồi, nó ảo tưởng rồi. Đấy, thì nó sẽ đưa ra cái hình vẽ như này. Đó. Ok nhá. Thì như vậy là chúng ta gì ạ? Thay đổi các cái phong cách khác nhau thì chúng ta sẽ tạo ra vô số các cái hình ảnh những cô gái khác nhau. Anh chị em thấy không ạ? Và với mỗi một cái phong cách này nhá, chúng ta đi sâu vào, chúng ta lại ra được những cái hình thái, những cái mô tả, những cái cách vô cùng khác nhau nữa. Đấy ạ. Đấy, nhiều lắm anh chị em. Đó. Đấy, chúng ta tha hồ để chúng ta thực hành nha. À, chúng ta thêm cái futuristic này vào xem. Đây này, image này. Cái này dùng rất nhiều này. Futuristic này. Futuristic này. Đấy. Đấy. Cougar này. Cái này dùng rất nhiều anh chị em ạ. Nhá. Đây, Fury. Fury là dạng là nhiều lông. Nhiều lông nhá. Nếu mà cô gái mà Fury thì nó sẽ nhiều lông. Đấy. Fury. Đúng ạ. Fury. Fury. Cougar. Đấy. Hoặc là Foghorn. Foghorn tức là nó là gì ạ? Nó lại mang hơi hướng của con ếch. Đấy. Frog. Đấy. Q gần. Rồi, hoặc là French girl là cô gái là gì ạ? Là phong cách của gì ạ? Của nước Pháp. Được chưa ạ? Đấy. Rồi, flower core tức là gì ạ? Là nó lại có mang cái gốc rễ là từ từ hoa. Dạ. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào thực hành nhá. Đợi cho mấy cái này nó chạy xong là chúng ta sẽ thực hành nhá. Đây là cô gái mang tính chất là gì ạ? Là futuristic, tức là mang tính chất tương lai. Được chưa ạ? Cho nên nó đưa thêm vào đấy những cái bộ quần áo này, rồi những cái trang thiết bị máy móc này, nó mang hơi hướng tương lai một chút, anh chị em thấy không ạ? Đấy. Nha. Còn đây là gì ạ? Furry Q Girl thì sao ạ? Chúng ta thấy nó ra gì ạ? Là cô gái mặc áo lông này, rồi rất nhiều lông này, rồi lại chuyển sang cả gì ạ? Gì ạ? Hình con cáo này. Đúng không ạ? Cô gái nhưng mà nó lại gì ạ? Nó sang hình con cáo này. Nhưng mà nó về cơ bản nó là gì ạ? Nó nhiều lông. Nhìn thấy trong cái bức tranh này sẽ thấy rất là nhiều lông. Được chưa? Rồi. Foghorn này là gì ạ? Nó sẽ có cái xu thế nó là cho mặc cái bộ quần áo mà có hình con ếch này. Cái tóc này cũng hình con ếch này, mũ hình con ếch này. Đấy, hoặc là gì ạ? Là ôm con ếch. Đấy. Được chưa? Tức là nó có cái sự gần như là nó ghép cái con ếch vào trong cái bức ảnh. Được không ạ? Đấy. Đấy, rất là hay đúng không ạ? Midjourney nó rất là hay, nó đưa vào những cái ảnh ghép nhưng mà nó rất là phù hợp, rất là hợp lý nhá. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành nhá. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành này. Bây giờ anh chị em sẽ làm cho Huy. Vẫn là những cái hình ảnh lúc nãy anh chị em làm nha, nhưng mà đưa thêm những cái này vào. Thứ nhất đấy là flower core. Bạn bạn nào nhanh tay copy cái này vào trong phần chat cho Huy nha. Đúng không ạ? Flower core. Em ghi cho thầy cứ đọc đi. Rồi.
Cái nữa là Dracopun. Đấy. Thử nghiệm mấy cái lạ lạ xem nào. À, thêm cái gì ạ? Cái phim noir. Phim noir. Thử các phong cách này, thử ba phong cách này đi anh chị em. Rồi. Được chưa? Thử ba phong cách này nha. Sách này nằm trong cuốn sách mà rất đặc biệt. Q flapper pepper gun. Anh làm theo cái bài tập đi anh. Làm thật nhanh cái bài tập đi, xong rồi anh sáng tạo thêm cái gì thì anh sáng tạo sau nhé. Thật nhanh ạ. Rồi, anh Lê Trung Hiếu đâu? Đã làm được chưa? Nếu mà chưa làm được thì vui lòng đăng nhập thật nhanh để Huy duyệt cho nào. Chưa thì đăng nhập vào đi. Nó có một khẩu, có email là mình đăng nhập vào rồi. Đăng nhập vào thì kiểu gì nó cũng báo lỗi, nó không phải lỗi đâu. Nó báo là gì ạ? Là kiểm tra ở cái địa điểm mới. Và việc của mình đó là gì ạ? Là mình chờ xét duyệt xong phát là mình vào thôi. Không có gì khó, không có gì phức tạp cái chỗ đấy hết. Cái khó hơn mình còn làm được, mấy cái dễ mình gì ạ? Mình đẩy làm nhanh cho cái đấy đi, đừng để cái đấy nó ảnh hưởng đến cái gì ạ? Những cái việc khác của mình. Cái việc đăng nhập đấy nó không hề khó một tí nào hết. Mình đăng nhập vào, nó báo lỗi thì mình dạ, chờ một chút, duyệt xong phát là mình vào thôi nhé. Rồi. Đây anh chị em thấy không ạ? Đây là Dracon Core này. Đấy. Đấy. Nó ghép cái ảnh con rồng vào. Nhưng mà nó gì ạ? Đấy, con rồng này nó rất là đặc biệt này. Đấy. Con rồng này rất là đặc biệt nhé. Nó là cái dạng như là nó như kiểu PC á, như kiểu là pixel ấy, đấy, pixel ấy, đấy, đúng không ạ? Rồi sang cái flower core này thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ đưa hoa vào, đúng không ạ? Đưa hoa vào. Ừ. Rồi sang cái film note thì nó sao ạ? Sang cái hình phim. Đấy, cảnh phim nhưng mà nó lại đen trắng. Đó. Đưa thêm cái Trần Xuân Ngọc, đưa thêm cái prompt của mình vào nhé. Rồi. Chúng ta phải có một cái chủ thể nhất quán nhá, giống như Huy á, chúng ta phải test với một chủ thể thôi, đừng có nhiều chủ thể quá nhé. Rồi, đây là cái ngôi nhà nhưng mà gì ạ? Nó được thiết kế hình bông hoa. Đấy, cái flower core ấy, nó là gì ạ? Nó được thiết kế hình bông hoa. Còn nếu mà mình flower core cộng với cái house thì nó ra cái này. Còn nếu mà flower cộng với house thì nó sẽ ra cái nhà với cái nhiều 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 hoa. Đúng không ạ? Đây này. Nếu mà mình để là gì ạ? Dragon core. Đấy. Thì nó sẽ là cái ngôi nhà được thiết kế. Đấy, nó sẽ được dạng ghép với hình con rồng. Đấy. Thế còn nếu mà mình dragon và house thì nó sẽ là con rồng ở bên cạnh cái nhà. Đấy, cho nên nó sẽ khác nhau như vậy đó. Được chưa ạ? Đấy, cái phim no này thì anh chị em thấy không ạ?
Nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ là thể loại phim và nó hơi cái phong cách nó hơi cổ cổ một tí. Đấy. Đấy bạn là Quyên My này làm rất tốt này. Rồi, Phạm Hằng thì vẫn là cái gì đây? Đấy, vẫn là Hoa đúng không ạ? Em vẫn là cái câu lệnh cuối, em chỉ thêm mỗi cái ba cái yêu cầu của thầy nó ra ba cái Đúng này. rồi, đây là anh chị em thấy không ạ? Đây là rừng vườn hoa đúng không ạ? Flower garden đúng không ạ? Nhưng mà nó theo cái phong cách là phim này. Đấy, mà phim 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 no này thì nó là gì ạ? Phim mà dạng cổ đen trắng này. Đó. Được chưa ạ? Vào buổi tối. Đấy, thế nếu như mà vườn hoa đấy, Flower Garden mà thêm cái con rồng vào thì anh chị em thấy sao ạ? Đấy, đây là gì ạ? Là cái con rồng nó được trang trí ở trong cái vườn hoa. Đấy, đây này. Nó được trang trí vườn hoa. Đấy. Hoa được trang trí bằng con rồng hoặc con rồng trang trí bằng hoa. Đấy. Thấy chưa ạ? Maulin thì ra cái gì đây? Ra cái gì đây? Con cừu à? Gửi cái câu lệnh lên đấy không? Anh chị em gửi câu lệnh lên nhá, gửi câu lệnh lên nhá. Anh chị em nào xong rồi gửi xong ở trên Zoom rồi thì anh chị em gửi vào trên trên gì ạ? Zalo giúp Huy. Gửi xong ở trên Zoom rồi anh chị em gửi hết trên trên các nhóm. Anh chị em có nhóm nào Zalo thì em gửi hết lên cho Huy nhá. Rồi. Cái đầu là con cừu đúng không ạ? Xong con cừu mà có thêm hoa thì nó gắn hoa vào bên trong con cừu. Đúng không ạ? Nó gắn thêm hoa vào bên trong con cừu. Nó khác với cả flower và ship nhá. The flower core nó sẽ khác. Được chưa ạ? Dra core pup. Mình phải viết liền vào anh chị em nhá, viết liền vào. Của nó là viết liền đấy. Đây, Dracopun. Dracopun. Nào viết liền nhá. Anh chị em viết tách ra nó là ý nghĩa khác đấy. Đấy. Flower core thì nó sẽ gì ạ? Nó gắn hoa lên người như thế này. Đấy, hàng Phạm là viết đúng nhá, viết đúng nó sẽ ra khác. Viết tách ra nó phát nó khác ngay. Đấy, phim no ASEAN Q Girl. Đấy. Anh chị em thấy không ạ? Ra cái ảnh cái phim mà gì ạ? Phim kiểu phim cũ ấy, phim ngày xưa, phim đen trắng ấy. Đấy, và nó gì ạ? Nó đấy luôn. Rồi anh chị em tiếp tục gửi đi ạ. À đây con cừu bình thường đúng không? Phạm Hằng làm rất tốt đấy. Trần Phương không thấy ảnh đâu nhỉ? Hello. Hello. Có thầy ơi, Đâu? Gửi đâu? Đã gửi lên Zoom chưa? em gửi lên một cái rồi, em làm xong hết rồi nhưng mà em đang đi tìm ở trong này, Tìm ở đâu? ở trong Discord. Tại sao phải đi tìm? Thôi em làm một lúc ba cái xong rồi chờ nó loát đi, Vừa loát thì làm sao? em nó loát thì giờ em cũng đang đi tìm không thấy đâu nữa Tại sao phải đi tìm? vì em không có tên trong này đâu, em chưa biết nó là cái nào. Em có server riêng chưa? Thưa. Tại sao không dùng server riêng? Đấy. Bỏ học thì không học. Rồi anh chị em tiếp tục gửi đi ạ. Thực hành mít với thầy Huy dễ hiểu quá. Rồi cảm ơn bạn Hương Lan. Rồi. Ok nhé. Anh Lê Trung Hiếu đã làm được chưa? Đây Cứ rồi được nha, thế đây ạ. rồi. Thấy rồi, thấy rồi, thấy thấy duyệt đây Vâng. rồi, thấy link duyệt đây rồi. Ok, đã duyệt xong nhá, vào đi. Đã duyệt xong rồi nhá, bây giờ đi vào đi. Dạ. Bây giờ đăng nhập vào là được. Dễ mà. Ui rồi. Được.
Đấy. Anh chị em thấy các cái từ khóa khác nhau nó sẽ ra những hình ảnh rất là khác nhau, đúng không ạ? Và đây là cái cơ sở để giúp chúng ta làm chủ được cái công cụ này. Rồi, ok nha. Cảm ơn anh chị em. Chúng ta sẽ tiếp tục nha. Ngoài ra những cái này thì nó còn rất nhiều những cái phong cách nghệ thuật khác nữa. Ví dụ như là game này, game night này, đấy, chơi game buổi tối này, game core này. Game core tức là nó lại gì? Nó lại có cái cấu tạo, nó được thiết kế bởi bởi những thứ liên quan đến game. Đấy, Gen X này, Soft Club này, rồi Glam Gun này, Gunix Door này anh chị em nhá. Đấy, rồi là Ghost Core này, tức là gì ạ? Nó lại mang hơi hướng là gì ạ? Nó được cấu tạo bởi gì ạ? Bởi những cái thứ liên quan đến đến ma ma quái, ghost, linh hồn, đúng không ạ? Great Core này, Grow Free này. Đấy, Ground Aware này, tức là những cái ánh sáng tỏa ra hơi ma mị một tí. Chrome Core này, đấy, đúng chưa ạ? Rồi là Goblin Core này, tức là nó được được làm bởi làm lên từ gì ạ? Từ Goblin, tức là cái con yêu tinh ấy. Đúng chưa ạ? Grove Core này, Goblin này, God này, Gothic này. Đấy, cái phong cách Gothic này cũng là phong cách mà rất nổi tiếng anh chị em nhé. Gothic này. Đấy. Rồi, tạm thời dừng hết tất cả các phần ấy nhé. Tạm thời dừng lại hết tất cả phần bài tập nhé. Tập trung vào học tiếp nào. Golden Age of Detective Fiction này. Đấy, Gomit này. Đấy, Glacier này, Green Academia này. Thôi không nghịch nữa nha, không nghịch nữa nha. Tí nữa nghịch tiếp. Lúc mà bảo làm là làm, lúc mà bảo dừng là dừng. Blue Girl này, Hacker Core này, Halloween này. Đấy, Happy Core này, Head Core này. Đấy. Hell God này, Hitware này. Đấy. Hơ cái gì đây này? Đấy. Hesatron này, Hip Hop này, High Core này. Đấy, High School Dream này, Hippie này. Đấy, Hipster này, Historical American này. Đấy, Historical American này. Vẫn là cô gái Kilgun nhưng mà ở lịch sử nước Mỹ. Đây, vẫn là cô gái nhưng mà theo cái phong cách là Gothic. Đấy, theo phong cách Gothic thì nó lại ra cái thể loại như này. Anh chị em thấy không ạ? Nó khác hoàn toàn so với cô gái lúc đầu. Đấy. Rồi. Garu này, Hatology này, Elgot này, Honeycore này. Honeycore là gì ạ? Được cấu tạo từ gì ạ? Từ mật ong nhé. Ice Edge này, tức là gì ạ? Kỷ băng hà. Đấy. IS Illusion. Đấy. Impression Impressions Need này. Ấn tượng. Thể loại ấn tượng này. Impression Need này. Đấy. Rồi. Anh chị em thấy không ạ? Đây là cô gái nhưng mà ở cái chế độ là gì ạ? Lịch sử nước Mỹ. Thấy không ạ? Đấy, ở chế độ lịch sử nước Mỹ thì nó lại ra cái thể loại như này. Anh em thấy không ạ? Đấy, nó mang hơi hướng cái ảnh lịch sử một chút. Đấy. Rồi.
historic này, những cái hình ảnh mang tính chất historic này hoặc là historical này thì nó mang tính chất lịch sử một chút nhá. Honeycomb thì nó mang tính chất là cấu tạo từ những cái mật ong nhá. Horror tức là dạng là kinh dị nhá. Hot topic thì là dạng là cái chủ đề mà nó nóng, nói chung là nó nóng. Hyperreal tức là dạng cực kỳ là dạng là siêu thực. Unreal là siêu thực, hyperreal cực kỳ là dạng là siêu thực. IS này, iSpoon này, illusion này, đấy, image này, đấy, được tạo ra thành tưởng tượng từ những cái tưởng tượng của mình này. Impression này, indicate này, đấy, Italian mafia này, đấy, mafia Ý này, instant pun này, đấy, jog dry này, đấy, Jurassic này, theo là gọi là gì ạ, là khủng long này, đấy, là kỳ thời kỳ của khủng long này, hoặc là jung core này, tức là gì ạ, là đến từ gì ạ, cấu tạo hay là đến từ gọi là khu rừng, đấy nhỉ? Đây, ví dụ như là chế độ mà ấn tượng này, thì anh chị em thấy không ạ, là nó sẽ giống như là bức tranh sơn dầu ạ, đấy, thấy chưa ạ? Còn đây là kỳ IS này, đấy, tức là giống như là cái phim hoạt hình mà nó có cái phong cách là IS đó, được chưa? Đó vẫn là Q Girl thôi nhưng mà nó dạng nó khác nhau. Đấy, Jurassic Q Girl thì nó ra cái gì? Đấy, hoặc là Jungle Core thì nó ra cái gì? Jungle Core. Nó ra cái gì? Nếu như mà jungle mà không có core thì nó ra cái gì? Được chưa ạ? Đây, Jurassic Q-Girl thì nó ra gì ạ? Ra cô gái là gì ạ? Là ở cái thời kỳ khủng long mà có gì ạ? Có thêm con khủng long nữa. Đấy. Ok nha. Rồi. Ngoài ra nó còn rất nhiều những cái như này. Cái này nhiều cái còn không thể nào dịch được anh ạ. Đấy. Kawaii này, Kawaii Gamer này, rồi là Kid Center, Kid Core này, Kid Gas này, King Core này. Đấy, Kogan này, Night Core này. Đấy. Rồi Lam K này, Labo Way này. Đấy, Lego Pun này. Light Academia này, Light Core này. Đấy. Nhiều lắm anh chị em ạ. Lit Kit này, Lofi này, Long Island này, Love Core này. Đấy. Được không ạ? Rồi. Mid Core này. Đấy. Mermaid này. Meta Hit này, Meta Core này, Meta Physical này, Metan này, đấy, Mew này, Mitari này, đấy, Minato Gua này, Minato Core này, Minaris này, Modernist này, Modernismo này, đấy, được chưa? MTV Green Sky này, Mushroom Core này, được chưa? Rồi. Bây giờ anh chị em chúng ta sẽ thực hành thật nhanh cái này nhá. Thực hành thật nhanh nhá. Ta hết thời gian, không còn nhiều thời gian nhá. Rồi. Chúng ta sẽ thực hành mấy cái sau. Thứ nhất là lớp core. Bạn nào nãy nhanh tay comment giúp Huy à? Một là gì ạ? À, lớp core này. Được chưa ạ? Cái thứ hai
đó là like call này, like call này, được chưa? Rồi cái thứ ba đó là đó là Marvel Comics này, được chưa? Marvel Comics này nhá. Đấy, thực hành ba cái đấy đi. Nếu mà được nữa thì anh chị em thực hành cái 4 là mid core. Anh chị em nào nhanh tay thực hành cái 4 là mid core. Cái thứ năm nữa là mê mây. Được chưa? Đấy. Anh chị em thực hành 5 cái này thật nhanh. Rồi, cảm ơn bạn Trần Xuân Ngọc cực nhanh luôn. Người nào mà thực hành nhanh hơn thì người đấy chiến thắng nhá. Rồi, Phạm Hằng này. Lớp co. Anh chị em thấy không ạ? Thêm trái tim vào trong giữa gì ạ? Giữa rừng hoa thì anh chị em thấy là gì ạ? Nó được cấu tạo, trái tim được cấu tạo bởi hoa này. Đấy. Được chưa? Rồi, cái này là mơ mây này. Vẫn là rừng hoa, vườn hoa nhưng mà gì ạ? Dưới đáy biển với gì ạ? Nàng tiên cá này. Anh chị em thấy không ạ? Để tạo ra bức ảnh như này ấy, là đội khác á, là cũng phải nghĩ đau đầu luôn á. Trong khi mình làm gì ạ? Phút mốt đơn giản đúng không ạ? Đấy, cái này là cái gì đây? Rồi. Cái này là cái gì? Marvel này, đấy, rừng hoa mà lại có thêm siêu anh hùng Marvel vào theo phong cách của Marvel, đấy, phong cách vẽ của Marvel, đấy, Marvel Comics, đó, đó, anh chị em thấy không ạ? Cà phê nhưng mà lại cà phê mang phong cách của Marvel, đấy, siêu anh hùng Marvel Comics. Cái này là cái gì? Rồi, thật nhanh nào. Love score roster in the right field. Đỗ Văn Hải. À. Con gà trống. Đẹp quá. Con gà trống của Đỗ Văn Hải vẽ đẹp quá. Đấy. Anh chị em nhìn con gà trống này đẹp không? Nhìn trông sắc nét nhỉ? Phê chưa? Bữa nay mà thịt thì thôi rồi. Rồi nhá. Rồi, anh Quốc Cường vẽ cô mơ mây này. Đấy, mơ mây này. Đấy. Làng tiên cá nhá, mơ mây là làng tiên cá nhá. À, bên này chưa 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 sâu mà. Làm xong rồi làm nào up ảnh lên được thế? Thì mình download xuống, mình lưu ảnh về máy của mình, sau đó mình up lên. Đấy, À up thế lên à? Zalo cũng được hoặc là up lên Zoom lại được. Zoom này nó có phần 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 đưa ảnh đây này. Mình đưa Được file rồi. này. Đưa file hoặc là đưa ấy này. Đưa ảnh này. Mình chuyển file lên. Nhé. Đấy, Hương Lan này. Lan Hương này. Hương Lan này. Quốc Cường. Cái này là cô gái này là như nào đây? Đấy. Đây cô gái này như nào đây? Bùi Duy Hoàng. Metacore à, hay mid core anh chị em thấy không ạ? Mid core thì ra thấy toàn thịt thôi. Đấy, như vậy là mình phải thực hành, mình phải thực hành nhiều anh chị em ạ. Mao Linh lại ra con cáo rồi, mỗi lần ra một ảnh khác nhau vậy. Fog core.
Rồi. Rồi, ok nha. Ok không anh chị em? Rồi. Ê, anh chị em nhìn này, cái đồng hồ Lycor của anh Dũng Đinh này. Anh chị em nhìn phê chưa? Đồng hồ này là quá đỉnh luôn. Ừ. Được chưa ạ? Quá đỉnh luôn. Quá phê luôn. Được chưa ạ? Rồi. Bây giờ Huy sẽ hướng dẫn anh chị em một số cái câu lệnh mà Huy hay sử dụng nhá. Một số cái từ khóa, một số cái câu lệnh mà Huy hay sử dụng này. Tạm thời dừng nhá. Tạm thời dừng các cái làm nhá. Đấy, anh chị em thấy Jungle Q-girl này thì là cô gái này gì ạ? Là đi ở trong rừng này, thấy chưa? Đấy. Nhá. Còn đây là Jungle Core. Anh chị em thấy là gì ạ? Nếu mà Jungle Q-girl thì là cô gái đi ở trong rừng, lạc ở trong rừng. Nhưng mà Jungle Core thì là cô gái là gì ạ? Là người rừng. Nó khác nhau chưa ạ? Core ở đây tức là gì ạ? Nó thêm core vào đây tức là nó mix nó vào sâu hơn. Còn cô gái ở trong rừng thì nó lại là cô gái mà đi lạc ở trong rừng thôi. Được chưa ạ? Còn Jungle Core thì là cô gái kiểu người rừng ấy, sống ở trong rừng. Nó khác nhau chỗ đấy đấy ạ. Nhá. Rồi. Tiếp nha. Thì một số cái câu lệnh, một số cái từ khóa Huy hay sử dụng để tăng thêm cái chất lượng của bức ảnh nha, tăng thêm cái chất lượng bức ảnh như sau. Cái thứ nhất đó là gì ạ? Những cái mà Huy hay thường dùng đây này. Một số cái mà Huy hay thường dùng nhá. Một số gọi là từ khóa Huy hay dùng để bức ảnh đẹp hơn này. Một đó là Huy hay dùng cái từ này, đó là gì ạ? High detail. Thế thầy đã có xem màn hình cái đấy không? Thầy đang xem hình ảnh cái màn hình cái. Ok ok. Đây, một số từ khóa Huy hay dùng này. Tức là high detail, tức là gì ạ? Nó là độ chi tiết cao. Chi tiết cao. Tức là với những cái ảnh mà high detail ấy thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ là cái mức độ chi tiết nó cao, được chưa ạ? Ngoài ra thì có thể những cái câu tương tự như high detail, ví dụ như là super detail. Đấy. Super detail hay là meta detail. Siêu detail. Đấy. Hay là gì ạ? Là extremely detail. Đấy, hoặc là đại khái là những cái câu nói mà mang tính là gì ạ? Là cực kỳ extreme. Extremely detail. Đấy. Cái từ này là từ để làm gì ạ? Để nó tăng cái mức độ chi tiết của hình ảnh nhá. Là gì ạ? Chi tiết này. Được chưa ạ? Rồi. Cực kỳ chi tiết này. Đấy ạ. Chi tiết cao này. Được chưa ạ? Extremely detail này. Chi tiết cao này. Đấy. Quá chi tiết này. Đấy. Hay là siêu chi tiết siêu cao này. Siêu chi tiết. Đấy, super detail. Đấy. Thì chúng ta có thể dùng một loạt những cái từ như này. Được chưa ạ? Để gì ạ? Để tăng cái độ gọi là chi tiết của cái hình ảnh, của cái ảnh của mình lên nhá. Đây là cái mà Huy rất hay dùng luôn để tạo ra cái chất lượng hình ảnh nó có độ sâu, độ chi tiết cao hơn.
Được chưa ạ? Nhá. Rồi. Cái tiếp theo nữa mà Huy cũng hay dùng đó là 4K hay là 8K. 4K, 8K này ấy, thể hiện cái gì ạ? Cái độ bức ảnh có độ của nét giống như ảnh 4K và 8K. Mặc dù độ phân giải của nó vẫn thế thôi nhá, nhưng mà gì ạ? Mình đưa 4K với 8K vào đây ấy, thì lập tức là bức ảnh nó có cái độ nét giống như ảnh 4K và 8K. Một cái nữa mà Huy hay sử dụng nó là gì ạ? Nó là photoristic. Nó là gì ạ? Nó dạng là dạng điện ảnh. Nó dạng điện ảnh. Photoristic hoặc là photo cũng được nha. Photo nha. Thì nó là dạng gì ạ? Nó là dạng ảnh chụp. Đấy ạ, ảnh chụp. Đấy ạ, nó dạng ảnh chụp. Rồi, thêm một cái nữa, nếu mà dạng ảnh chụp ấy, mình thêm vào cái loại máy ảnh mà mình thích. Được chưa? Loại máy ảnh mà mình thích thì anh chị em tìm như nào? Ở đây này. Anh chị em tìm như này cho Huy. Top. Nha. Top 10 máy ảnh chụp chuyên nghiệp. Rồi. Đây. Bây giờ chúng ta muốn ảnh của mình ấy chụp bởi máy ảnh nào, mình đưa cái tên máy ảnh này vào. Được chưa? Máy ảnh xuất sắc nhất này, MO System OM1 này. Được chưa? Đấy. 1. Đấy. 2 là gì? Đưa mẹ máy ra. Đấy. Nikon ZFC. Được chưa? Đấy. Rồi. Sony Alpha 7 4. Ok. Rồi. Rồi Nikon Z9. Rồi Canon EOS R3. Đấy. Được chưa? Mình muốn nó tạo ảnh bằng cái gì ạ? Bằng cái gì thì mình gì ạ? Mình đưa cái ảnh đấy vào, đưa cái loại máy ảnh đấy vào. Nếu mà hình photo ấy thì mình đưa tên cái máy ảnh vào, Canon EOS R5 này. Đấy. Panasonic Lumix này. Được chưa? Đấy. Fujifilm GFX50S này. Chúng ta sẽ ra những cái bức ảnh tuyệt vời luôn. Sony ZE10 này. Đấy. Chúng ta cũng không cần phải là quá kinh khủng đâu, nhưng mà đưa thêm cái này vào là nó sẽ ngon hơn rất là nhiều rồi. Được chưa? Rồi. Nhá. Rồi. Thêm một từ khóa nữa mà Huy hay sử dụng này. Đó là gì ạ? Đó là cinematic. Cinematic nó cái này nó là gì ạ? Phong cách là phong cách phim, phim ảnh. Đấy. Anh chị em biết là khi mà nhìn cái phong cách phim ảnh ấy thì nó thường ấy nó sẽ hơi màu, nó sẽ hơi gọi là trầm một tí. Đấy, nhưng mà nó có độ sâu. Đấy ạ, nó sẽ có độ sâu, nó có độ chất riêng của nó. Được chưa ạ? Lưu ý là chúng ta dùng cinematic thì thôi photo, mà photo thì thôi cinematic. Hai cái phong cách này nó khác nhau. Ok không ạ? Nhá. Phong cách phim ảnh. Đấy. Rồi, một từ khóa nữa mà Huy cũng hay dùng. Đó. Rất là thích dùng. Đó là từ khóa là gì ạ? Là anime. Đấy, hoặc là cartoon. Đấy. Đấy. Hoặc là cái gì nhỉ? Phong cách
anim, nó ngoài anim nó còn là cái gì ạ? Phong cách hoạt hình animation cartoon đấy, được chưa? Hoạt hình hoạt họa và anime đấy, truyện tranh. Nếu mà chúng ta sử dụng cái truyện tranh nhá, truyện tranh nhá, thì chúng ta dùng những cái này đấy, children book đấy, children book style đó, hoặc là gì ạ, hoặc là bình thường phải comic book thì nó chuẩn hơn chứ. Ở children book cũng được, đang bảo là gì ạ, nó có nhiều cái, nó có comic đấy. Book đúng rồi. Comic book đấy, isolation đấy, đúng chưa, hoặc là comic book style. Comic book thì nó lại ra phong cách khác nha, còn dạ children book nó lại ra phong cách khác nha, cứ thử đi, được chưa? Children book style nó lại khác nha, đấy. Comic book illustration nó lại khác nha, đấy. Và mỗi một cái thì nó sẽ ra cái phong cách nó khác một chút. Cái quan trọng nhất là mình thích cái loại nào, được chưa? Đó. Đấy là những cái mà Huy đang sử dụng nhiều nha, được chưa? Và chúng ta sẽ có thêm những cái tham số nữa này. Đó là gì ạ? Ngoài những cái yếu tố về mặt nghệ thuật thẩm mỹ thì chúng ta có những cái phương tiện vẽ. Ví dụ như các loại bản vẽ này, bút chì, than chì này, hoặc là các loại mực này, các loại tranh vẽ này, các loại hình nghệ thuật này, hệ nghệ thuật gấp giấy này, nghệ thuật khắc gỗ và hóa thạch này, đồ gốm và thủy tinh này. Được chưa ạ? Nó sẽ rất nhiều. Nếu mà chúng ta muốn vẽ đồ gốm, thủy tinh đấy, hoặc là kính đấy, vẽ trên kính, hoặc là cái phương pháp mà mosaic như hôm trước ấy, là có bạn hỏi đấy, mosaic ấy, được chưa ạ? Đấy, thì nó sẽ có rất nhiều các cái phương pháp ở đây và rất nhiều cái cách ở đây, và chúng ta việc chúng ta thì phải thử từng cái một, thử càng nhiều thì chúng ta sẽ càng gì ạ, càng rõ hơn. Hoặc là mực, ví dụ như là với phong cách mực thì chúng ta sẽ có phong cách viết mực, vẽ mực khác nhau đấy, và với những cái phương pháp mực này thì chúng ta sẽ ra được những cái hình ảnh nó rất là khác nhau. Ok nhá. Rồi. Tiếp theo nữa là gì ạ? Là những cái từ khóa, những cái từ khóa Midjourney thú vị là Huy đã gì ạ? Huy đã liệt kê ở đây. Đấy, ở đây có 300 cái từ khóa mà chúng ta có thể đưa vào để chúng ta gì ạ? Có thể có những cái biến thể khác nhau. Vẫn là cái ảnh đấy thôi, mình đưa thêm vào cái từ khóa này thì nó sẽ ra những cái khác. Ở đây có tiếng Anh, tiếng Việt rồi. Ví dụ như là chữ tượng hình này. Đấy, hoặc là đường chân trời này. Đấy, là huê là sắc thái này, iconic là biểu tượng này, idol là tín ngưỡng này. Đấy, kiểu vậy. Đấy, hay là ceramic là gốm sứ này. Đấy. Màu sắc này, cột này, combine này, kết hợp này. Đấy ạ. Cotton là đường nét này. Costume là trang phục này. Cropping là cắt ghép này. Đó. Thì ở đây chúng ta có rất nhiều cái khác nhau. Ví dụ như là rendering này là phác thảo này. Được chưa ạ? Hoặc là replica là bản sao này. Được chưa ạ? Đấy, hoặc là scene là cảnh quay này. Đấy. Đấy, ví dụ như là shape hình dạng này. Set là bóng này, soft là ngắn này, shutter là màn chắn này. Đó, được chưa ạ? Neon classical này, chủ đến cổ điển mới này, được chưa ạ? Rất nhiều luôn. Đó, style phong cách này, style line điêu khắc này. Watercolor màu nước này. Đấy, cái watercolor này cũng rất là nhiều người dùng này nhá. Ví dụ như là Huy lấy một cái vẫn là ở Kilgore đi. Water color
Đấy. Kill girl. Thì nó sẽ ra một cô gái, một cô gái trẻ đáng yêu, được vẽ bằng màu nước. Màu nước nó kiểu dạng như tranh sơn dầu ấy, nhưng mà nó không phải tranh sơn dầu, nó là màu nước khác. Tranh sơn dầu nó lại khác. Đấy, anh em nha. Rồi. Chúng ta có những câu lệnh mà Midjourney nhiều người dùng này. Tức là trước đây ấy, là có rất nhiều người đã test những cái bức ảnh này. Tuy nhiên thì bây giờ những cái bức ảnh này thì nó là cũ rồi, bởi vì nó là phiên bản cũ rồi. Nó version trước rồi, được chưa ạ? Version 3, chủ yếu là version 3 rồi, được chưa ạ? Bây giờ chúng ta vẫn có thể dùng những câu lệnh này để mà chúng ta tạo ra những cái phiên bản mới hơn, được chưa ạ? Rồi 516 câu lệnh này. Một số anh chị em đã được Huy tặng cái 516 câu lệnh này, được chưa ạ? Nó có thể về là gì ạ? Chủ đề tận thế trong sách lịch sử, hồi không ạ? Lịch sử nhiếp ảnh, sách về văn học, chủ đề tận thế trong phim, à, cái này giống nhau, được chưa ạ? Về kiến trúc này. Đấy. Những cái prompt lệnh về kiến trúc này nó tạo ra những cái bức ảnh rất là tuyệt vời luôn. Ví dụ đây là một cái ngôi nhà ở trên cây này. Ngôi nhà trên cây này. Đấy, theo phong cách của Anthony Grandi này, được làm bằng những nhánh gỗ cong này, gạch khảm đầy màu sắc này và cửa sổ kính màu này. Nhà trên cây được bao quanh bởi cây xanh tươi tốt và tổ chim có thể nhìn thấy được trên các cái nhánh của nó này. Được chưa? Dạ vào đây. Đấy, đây là một cô gái được vẽ bằng cái màu nước này, watercolor này. Đó, anh em thấy không ạ? Nhá. Thì nó sẽ ra cái dạng như vậy. Ok không ạ? Và với những anh chị em làm về kiến trúc thiết kế chẳng hạn nhé, thì chúng ta sẽ thấy rằng là với có rất nhiều những cái câu lệnh để mà giúp chúng ta tạo ra những cái hình ảnh thiết kế kiến trúc khác nhau. Đấy. Rồi hơn 264 câu lệnh giúp chúng ta có cái sự sáng tạo cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy. Đúng chưa? Ví dụ như là một cảnh đường phố sôi động đầy màu sắc theo phong cách của Diego Rivera này. Đấy. Một cảnh chiến đấu lịch sử hoành tráng theo phong cách của Frank Zareta này. Đấy. Một cảnh thực khách kỳ quặc retro theo phong cách của Edward Hopper này. Đấy, một cuộc sống tĩnh lặng tối giản đơn sắc theo phong cách của Edward Kelly này. Một đô thị tương lai cyberpunk theo phong cách của William Gunspur này. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Mình thử một vài câu lệnh ở đây thôi là mình sẽ tạo ra vô cùng nhiều cái ý tưởng mới. Bởi vì cái khó nhất của mình ấy đó là gì ạ? Cái nghĩ ra cái ý tưởng. Anh chị em ạ? Cái khó nhất của mình là nghĩ ra cái ý tưởng. Đấy. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Một cái ngôi nhà gỗ ở trong rừng cây và được chạm khắc bởi rất nhiều những cái mảng màu và những cái kính. Đó. Xung quanh là rất nhiều cây. Đấy ạ? Chúng ta nhiều lúc chúng ta không có ý tưởng, bí ý tưởng ấy, thì chúng ta vào đây, chúng ta lấy những cái ý tưởng ở trong này, chúng ta lại có những ý tưởng mới. Và từ những ý tưởng đó thì chúng ta lại có thêm những cái câu lệnh mới. Đấy. Một tòa nhà chọc trời trang trí kiểu nghệ thuật lấy cảm hứng từ tác phẩm của Eric Emerson với những tòa tháp cao chọc trời. Được chưa? Cái quan trọng nhất của chúng ta ấy, nó là học cái cách hành văn, học cái cách cái câu lệnh của họ. Được chưa? Học cách cái câu lệnh của họ thì mới là cái quan trọng nhất. Cho nên là gì ạ? Không có cái nào học nhanh bằng cái học là dựa trên những cái ví dụ cụ thể. Chỉ những cái ví dụ cụ thể giúp cho anh chị em học nhanh nhất luôn. Được chưa? Đấy, chứ không phải là cứ đọc lý thuyết đâu. Đọc lý thuyết thì chúng ta không thể hiểu được. Ngoài ra thì cũng tổng hợp đây những cái nhiếp ảnh gia, họa sĩ nổi tiếng với phong cách của họ. Ví dụ như là chủ nghĩa siêu thực này, chủ nghĩa Pablo Picasso này, chủ nghĩa lập thể này, Van Gogh này, phái hậu ấn tượng này. Đấy. Rồi Henri Matisse này, chủ nghĩa dã thú này. Đấy. Rồi cái gì đây, rất nhiều này, John Moore này, đấy, rất nhiều những cái nghệ sĩ khác nhau đã được thống kê ở đây, được chưa ạ? Nghệ sĩ đại chúng này, nghệ thuật đại chúng này, đấy. Đó, được chưa ạ? Truyện tranh nổi tiếng này, chúng ta muốn vẽ truyện tranh theo cái phong cách nào, của Naruto hay là của Astro Boy hay của Death Note,
hay của Dragon Ball, hay của Sailor Moon, của Bleach, hay là của gì ạ, của một tác giả nào đó. Đấy, nhiều khi mà mình nghĩ ra một tác giả nó khó vô cùng luôn, thì chúng ta vào đây chúng ta có thể tìm được, ok không ạ? Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng này, được chưa ạ? Nhiếp ảnh gia có phong cách độc đáo này, đấy, nó rất nhiều những cái đã được thống kê ở trong đó rồi, được chưa ạ? Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng các cái công cụ hỗ trợ. Hôm trước thì Huy đã tặng một số anh chị em ở trong nhóm là cái gì ạ? À, cái bộ công cụ hỗ trợ này rồi, đúng không ạ? Chúng ta đưa một cái câu lệnh vào đây, được chưa ạ? Sau đó là chúng ta gì ạ? Chúng ta muốn cái nào đó thì chúng ta chọn vào đây này, được chưa ạ? Chúng ta chỉ cần chọn thôi, theo phong cách là DNA này, hay là gì ạ? Theo phong cách là bút cát này, dot này, electrical này, điện này, electrical circuit này, fiber optic này, sợi quang này, đúng không ạ? Rồi flower outline này, hay là floral này, floral nó thuộc về hoa, liên quan đến hoa nhá, hay là Fibonacci này, đấy, rồi là futuristic này, đấy, được chưa ạ? Galactic là thiên hà này, glass bowl là thổi thủy tinh này, glass là thủy tinh này, được chưa ạ? Đấy, rồi gummy là kẹo dẻo này, đấy, helix này, rồi horo là kinh dị này, ice age này, ice này, đấy, đấy, được chưa ạ? Liquid là chất lỏng này, logo này, đúng không ạ? Lớp này, trái tim tình yêu này, magma này, nó là gì ạ? Là magma phun trào là nham thạch đấy, đúng không ạ? Rồi rất nhiều các phong cách khác nhau, đấy, nebula này, neon này, đấy, hôm qua chúng ta đã thử nghiệm cái neon rồi đúng không ạ? Origami này, gấp giấy này, đấy, có nhiều thể loại gấp giấy khác nhau, chúng ta lại xem ở trong cái bên kia thì nó lại có thể loại gấp giấy khác nhau. Đó, mỗi công cụ này nó có một thế mạnh riêng và không có cái nào là đầy đủ 100% anh chị em nhé. Không có nào đầy đủ 100% hết. Đấy, hoặc là Sparter Paint này, tức là vẽ tranh bằng kiểu vẩy vẩy ấy. Đấy, đấy, Street Art này, vẽ tranh trên tường này, vẽ tranh đường phố này. Đấy, Tron này, theo phim Tron này. Đấy, được chưa ạ? Rất nhiều luôn. Chúng ta chỉ việc bấm vào đây rồi, nhấn Continue thì ngay lập tức nó đã đưa vào trong câu lệnh của mình rồi. Nó đưa vào trong câu lệnh của mình luôn anh chị em nhé. Đấy, hoặc là Lighting này. Đấy, chúng ta có thể là gì ạ? Đèn đường này, đèn trong nhà này, đèn ngoài trời này. Đấy, đèn trực tiếp này, ánh sáng trực tiếp này. Đấy, ánh sáng từ đèn sợi đốt này. Ánh sáng từ cái đèn điện tử này. Ánh sáng từ ngọn lửa này. Ánh sáng mà glowing này, ánh sáng fluorescent này, ánh sáng huỳnh quang này. Đấy. Lava glow này, neon lam này, light to light này. Đấy. Sunlight, ánh sáng từ mặt trời này. Được chưa ạ? Đấy, rất nhiều, chúng ta chỉ bấm vào đây thôi, nhấn continue ngay tức là gì ạ? Nó đưa vào luôn. Camera này, chúng ta có thể sử dụng camera từ máy ảnh này, 360 độ panorama này, hay là macro lens này. Đấy, electron microscope này, tức là diện là gọi là cận cảnh ấy. Được chưa ạ? Đấy, panorama là diện mở rộng này. Đấy. Telescope lens này, tức là diện là ống kính gọi là dài, gọi là viễn vọng. Wide lens này, đấy, được chưa ạ? Nó rất nhiều. Rồi artist này, các nghệ sĩ này. Ở đây nó cũng đưa ra một loạt các cái nghệ sĩ cho chúng ta chỉ việc là chọn thôi. Michelangelo này, Monet này, đấy, hay là Picasso này, được chưa ạ? Van Gogh này, được chưa ạ? Vẽ theo cái theo cái đấy, màu sắc này. Ở đây nó cũng tạo cho mình xem các cái màu sắc khác nhau này. Mình chỉ việc là chọn cái màu sắc mình đưa vào thôi, được chưa ạ? Mình chỉ cần chọn cái nào, nhấn nút phát là nó sẽ đưa vào Continue, nó đưa vào câu lệnh của mình luôn, copy câu lệnh dán vào là xong. Đấy, rồi Material này, đó là gì ạ? Là vật liệu này. Vật liệu có thể đồng, có thể là gì ạ? Thép không gỉ, có thể là sợi carbon, có thể là gỗ, có thể là cellulo nó là gì ạ? Là cái sợi cellulo ấy, cái sợi mà ở trên các cái vỏ cây ấy. Ceramic là gốm sứ này, cotton là vải này. Đấy, vải cotton này, fabric cũng là vải này. Fiber optic nó là gì ạ? Là cái sợi quang này. Foil này, glasson này, nó thuộc về ga dầu này. Gold này, glass là kính này, gummy này, laser là da này,
đấy nhá, magma này, nickel này, đấy, nylon này, plastic này, nhựa này, paper này, giấy này, quắc là quặng này, skin là da này, đấy, được chưa? Golden là gỗ này, đấy. Thì chúng ta lựa chọn những cái gì ạ, những cái chất liệu khác nhau. Rồi sheet chúng ta sẽ chọn, chúng ta đưa cái sheet của mình vào đây. Sheet có từ gì ạ? Từ 1 cho tới là gì ạ? 44,3 tỷ này. Đấy. Rồi chaos này. Chaos tức là gì ạ? Là cái độ phá cách ấy, là từ 0 cho đến 100. Mình đưa chaos vào đây. Được chưa ạ? Mình có thể upload cái hình ảnh vào lên đây. Mình muốn đưa cái hình ảnh vào, mình upload cái hình ảnh vào đây. Được chưa ạ? Đó, sau đó là chúng ta nhấn là gì ạ? Copy prompt là chúng ta đã gì ạ? Rất là tiện rồi. Và đây là cách để mà chúng ta gì ạ? Sáng tạo không giới hạn anh chị em nhé. Rồi, chưa hết. Với lại hướng dẫn anh chị em một thằng khác. Cũng là cái công cụ để giúp anh chị em là gì ạ? À, làm dễ hơn, được chưa ạ? Đấy. Rồi, cái thằng này nó cũ rồi. Đây. Với Prompt Builder này. Đây là một cái công cụ khác nữa. Anh chị em có thể gõ vào đây hoặc là gì ạ? Hoặc là lựa chọn những cái gì ạ? Detail ở đây, camera này, mình chọn là gì ạ? Film tape này hay là per hoặc distort này, camera setting này. Đấy. Mình chọn là gì ạ? Là expo này hay là short expo này, long expo này, double expo này. Đấy, shutter speed này, tức là tốc độ máy chụp này. Được chưa ạ? Đây là tiêu cự này. Đấy. Cân bằng trắng này, cân bằng thêm gamma này. Đấy. Rồi film tape này, nó có gì ạ? Night vision này. Đấy. DSLR này, Polaris này, phim dạng là 35mm này hay là gì ạ? Eastern này, Fuji film superior này, Kodak này, Kodak Gold này. Đấy. Rất nhiều các loại Nikon D750 này. Đấy, với mỗi loại nó khác nhau. Đó, được chưa ạ? Nhá. Đấy. Color này. Đấy. Chromatic này. Nó lại các cái màu sắc khác nhau này. Anh chị em thấy không ạ? Rồi. Rồi. Pencil này. Đấy. Nó là màu gì ạ? Màu ấy này. Đấy thì nó đưa lên đây này, nó tự động đưa lên đây rồi. Việc của mình là chọn thôi anh chị em ạ. Hoặc landscape này. Đấy. Nhá. Sphere này. Đó. Nhá. Đấy, các cái style khác nhau. Đấy. Rất nhiều style khác nhau ở đây. Đấy, mình lựa chọn này. Pablo này. Pantry này. Đấy, mình bấm vào. Đó, mình chọn các cái style, mình đưa vào trong cái câu lệnh của mình. Được chưa ạ? Rồi, Midjourney Parameter này. Mình có thể có chọn là Test Mode này, Photo Resting này, Image Weight này, là cái gì ạ? Trọng lượng hình ảnh này, Quality này, Style này, Chaos này, Stop này. Được chưa ạ? Đấy. Là mình chọn cái thông số của Midjourney vào đây. Được chưa ạ? Đấy, hoặc là mình có thể có những cái lựa chọn về khác nhau ở đây nhá, rock art này, cave art này. Đấy. Rất là nhiều luôn anh chị em ạ nhá. Đấy. Đấy, các loại bản vẽ này. Được chưa ạ? Rất nhiều. Thì mình đưa vào đây xong rồi mình gì ạ? Run prompt now, nó ngay lập tức nó nhảy ra nó gì ạ? À, nó nhảy ra nó ấy cho mình luôn, nó chạy cho mình luôn. Được không ạ? Đấy. Đấy, thì mỗi một công cụ nó có cái hay riêng anh chị em nhé. Đấy, mỗi công cụ nó có cái hay riêng. Đây là một cái công cụ khác, Prompt Hero. Nó là một công cụ khác nha. Với công cụ này ấy, là chúng ta có thể tìm kiếm các cái câu lệnh và các cái hình ảnh. Đấy, ví dụ như là mình muốn cái hình ảnh này chẳng hạn. Đó, thì mình có thể copy câu lệnh này. Mình copy câu lệnh này. Được chưa ạ? Mình muốn ra cái hình ảnh như này thì mình copy câu lệnh vào. Được chưa ạ? Đây. Đây là Midjourney version 3 này. Được chưa ạ? Đó. Prompt Engine job này. Đó, được không ạ? Nó ra rất nhiều luôn.
mỗi một công cụ nó lại có mình hỗ trợ những cái thứ khác. Đấy, đây là bộ tài liệu tổng hợp các cái phong cách trong Midjourney. Thì những cái gì ạ, những cái phong cách mà chúng ta thường sử dụng ấy thì là sao ạ, nó sẽ được tổng hợp ở đây. Được chưa ạ? Nó giúp cho chúng ta có thể hiểu thêm được mà. Ví dụ nha, ở đây cái câu lệnh ở đây là character by Midjourney hay là character by Salomon Van Abe, tức là gì ạ, chúng ta biết được cái phong cách của những cái người này, đúng chưa ạ? Đấy, một cái phong cách mà gì ạ, viết than chì theo phong cách của ông này. Đấy, hoặc là pencil character stretch by, đấy, thì là gì ạ, của ông này. Đấy, character concept art by. Đấy, như vậy là gì ạ, áp dụng cái câu lệnh này cộng với tên của ông này thì nó sẽ ra cái hình ảnh nó như thế này. Đó, tương tự như vậy với các, đây là với các phong cách khác nhau anh chị em nha. Ross Armstrong thì nó ra những cái cô gái như này. Đó, Tom Basser thì nó ra những cái hình ảnh như này. Như vậy là với mỗi một cái nghệ sĩ thì chúng ta biết được cái phong cách của họ là như nào, để làm gì ạ, để chúng ta lựa chọn đưa vào cái phong cách phù hợp. Ví dụ phong cách cơ bắp mà kinh dị của ông này. Đấy, phong cách này nó siêu thực, tả thực như này. Đây để làm gì ạ? Để chúng ta tạo ra những cái hình ảnh của riêng mình với một phong cách độc đáo. Và mỗi người chúng ta ấy, nên có một cái phong cách riêng cho mình. Đừng chỉ copy của người khác. Thời gian đầu chúng ta sẽ đi học của những người khác nhau, được chưa ạ? Sau đó thì chúng ta sẽ gì ạ? Đấy, chúng ta sẽ tìm ra cái phong cách riêng của mình và tạo ra một cái phong cách độc đáo. Ok không ạ? Đấy, còn rất nhiều anh chị em nha. Kéo xuống đây còn rất nhiều này. Nhiều vô cùng luôn, vẫn tiếp tục kéo xuống này. Ngoài ra thì chúng ta còn painting này, cartoon comic này. Đúng không ạ? Tất cả nó đều, mỗi cái này nó đều rơi khoảng độ mấy trăm cái dòng. Được chưa ạ? Và nó load sẽ rất nhiều hình ảnh luôn. Mỗi cái file này nó rơi đến khoảng độ tầm gần 1 GB anh chị em ạ. File Excel nhá. File Excel nhưng nó khoảng độ tầm 700-800 MB. Bởi vì sao ạ? Bởi vì trong đấy nó có chứa rất nhiều hình ảnh. Nó chứa rất nhiều hình ảnh trong này. Mỗi hình ảnh này nó đều là gì ạ? Hình ảnh to, xong nó co lại nhé. Đấy, được chưa ạ? Đấy, với các cái nghệ sĩ khác nhau. Đó, thì nó sẽ có những cái gì ạ? Phong cách vẽ. Ví dụ như là cũng là vẽ truyện tranh, đúng không? Anh chị em muốn vẽ truyện tranh của phong cách nào? Anh chị em vào đây, anh chị em tìm nhé. Cái phong cách nào mình cảm thấy phù hợp, mình cảm thấy đẹp, mình cảm thấy thích, thì mình sẽ gì ạ? Vẽ theo phong cách của họ. Được chưa ạ? Ok không anh chị em? Bao nhiêu anh chị em thấy bộ công cụ này quá kinh khủng, này quá đỉnh rồi thì anh chị em comment là đỉnh quá được không ạ? Quá đỉnh luôn đúng không ạ? Được chưa ạ? Đây, chưa hết đâu, còn nhiều lắm đây này. Đấy, còn nhiều vô cùng luôn này. Bao nhiêu anh chị em thấy là phê à? Phê thấy đỉnh này. Comment xuống được không ạ? Đỉnh của đỉnh luôn đúng không ạ? Cực kỳ đỉnh luôn. Đấy, mà chưa hết đâu. Đây nó chỉ là một file thôi anh chị em. Đây mới chỉ là một file thôi. Đây, thì lại cho anh chị em xem cái file khác. Tắt cái file này đi. Đây, nó lại sang cái nó phong cách khác. Cái kia là tập trung vào các cái nghệ sĩ nhá, đúng không ạ? Ở đây thì tập trung vào các cái phong cách. À, vẫn là cái bình trà, vẫn là cái bình trà. Nhưng với phong cách là 3D print, tức là in 3D thì sao? Phong cách mà tiêu chuẩn thì nó sao? Đấy, phong cách là gì ạ? À, phong cách mà gì ạ? Là làm bằng len, đan bằng len thì sao? Đấy, phong cách này thì sao? Phong cách là bóng bay thì sao? Rồi phong cách mà cổ này thì sao? Đấy, với phong cách khác nhau thì nó lại ra các cái thể loại là gì ạ? Ấm khác nhau. Bon China thì là sao? Caver thì sao? Đấy, được chưa ạ? Vẫn là cái ấm trà thôi anh chị em ạ. Nhưng mà mình tạo ra các loại ấm trà khác nhau. Đố cái ông nào mà có thể là gì ạ? Là bắt chước được luôn. Đúng không ạ? Bây giờ tạo ra cái ấm trà như này, không bác nào có thể biết được cái câu lệnh đấy là gì luôn. Và anh chị em biết là bây giờ ấy, nó đã có một cái trang web chuyên để bán cái câu lệnh nhá. Có những trang web là gì ạ? Sell Prom. Riêng Midjourney thôi anh chị em nhé, nó đã có những cái trang web để mà sell cái prompt rồi. Đấy, sell Midjourney. Đấy, Midjourney prompt.
Đây này, những cái trang web này ấy, là nó cho phép mình gì ạ, bán cái prompt ở trên là gì ạ, ở trên này. Đây anh chị em nhé, ví dụ như là mình muốn vẽ tranh theo cái phong cách này không, đây này, để mà có cái prompt này nhá là phải mất $5, là khoảng 100.000, 100.000 để có một cái prompt này anh chị em nhé, 100.000 để có một cái prompt này, anh chị em thấy không ạ? Đây, mình muốn bán prompt ở trên này không? Lên trên này bán prompt được không anh chị em? Kiếm tiền, cứ có thằng mua là gì ạ? Kiếm tiền, kiếm được tiền. Đấy, nào, đấy, muốn vẽ tranh theo cái phong cách gọi là mặt quỷ này không? Đấy, get prompt này, được chưa? Đấy, ở đây là bán được là gì ạ? 100 cái rồi, anh chị em này. Họ đã bán được 100 cái rồi đây này, được chưa? Nó có 43 từ nha. Đấy, và bán được 100 cái rồi. Và như vậy là gì ạ? Với $5 một cái, 100 cái nó là bao nhiêu đô anh chị em? Khoảng $500. $500 là khoảng chục triệu, đúng không anh chị em? Đấy, khoảng 12 triệu đúng không ạ? Nào, bao nhiêu anh chị em muốn bán prom ở trên trang này nào? Được không ạ? Mình phải đưa vào nhá, mình thử nghiệm nhá, mình ra những cái bức tranh này của mình nhá. Được chưa? Sau đó mình đưa lên trên này, mình bán, kiếm tiền đấy, nó tự bán, tự thu tiền thôi. Chục triệu, 12 triệu, trừ đi chi phí của cái sàn này nó mất khoảng độ mấy phần trăm đấy, thì còn lại mình được chục triệu. Được chưa? Đấy, đây 6 cái AI prom market này, được chưa? Đấy, prom pay là cái số 1 nhá. Rồi ở đây nó bán cả gì ạ, chat GPT, bán cả gì ạ, stable diffusion, bán cả đi Dani nhá, nó không chỉ là mỗi Midjourney đâu, nó bán cả những cái câu lệnh của chat kiểu VT nữa. Rồi cái thứ hai là prom hero này, nó cũng bán này. Thứ ba là gì ạ, adhub.ai này, là cũng bán cái câu lệnh Midjourney này, hoặc là PromC này cũng bán này, rồi ST cũng bán này, được chưa? Gumroad nó cũng bán này, được chưa? Như vậy anh chị em có 6 website để anh chị em bán prom kiếm tiền, được chưa? Ở bên này là 7 cái marketplace này để mà bán này, thì anh chị em thấy không ạ? PromPay nó vẫn đứng đầu, cái PromPay mà Huy vừa hướng dẫn anh chị em đây này, PromPay đứng đầu này, được chưa? Xong Prom Hero này, anh chị em thấy giống không? Lexica Ad anh chị em cũng bán được này, AdHub bán được này, PromC anh chị em thấy bên kia cũng có này, Visualize AI này là anh chị em cũng có thể là bán được này. Đấy, được chưa? Đó, như vậy là gì ạ? Là chúng ta có khoảng loanh quanh đấy khoảng 10 cái market để chúng ta bán prom cho người khác. Ok chưa anh chị em? Hay không? Bao nhiêu anh chị em thấy prom này cũng kiếm được tiền. Hay. Đó, được chưa? Hot tip prom này. Đấy, Wap Vabo World Letter này, anh chị em thấy tạo ra những cái chữ với cái phong cách như thế này, đó, nó cũng bán được luôn, đấy mới hay nha. Ok rồi, chưa hết đâu, nó còn thêm cái nữa. Đấy, rồi thế thôi nhá. Rồi những cái web là cho phép mình upscale ảnh này, à sau khi mà chúng ta có cái ảnh rồi ấy, chúng ta muốn đăng lên trên các cái trang như vậy ấy, để chúng ta bán nhá. Nhưng có những cái website để mình bán ảnh nhá, có những website để mình bán ảnh do mình tạo ra, được chưa? Nhưng mà để mà bán ảnh ấy, thì mình phải upscale nó ra. Thì có rất nhiều trang web giúp cho mình upscale. Thì ở đây Huy đã có gì ạ? Huy đã có liệt kê một số cái trang web giúp cho anh chị em upscale rồi. Ngoài ra thì Huy có tặng anh chị em nào trong lớp, Huy tặng một cái app để upscale miễn phí vĩnh viễn. Bởi vì tất cả các trang upscale này đều mất phí anh chị em nha. Nó có miễn phí nhưng chỉ miễn phí một vài ảnh ban đầu thôi. Còn anh chị em muốn upscale nhiều thì anh chị em phải đóng phí. Đấy, và Huy đã có một cái app miễn phí để tặng cho tất cả anh chị em rồi. À, thầy Huy ơi, cho em nói một xíu.
Bây giờ bán ROM, mà bán ROM thì được, còn theo em biết là bây giờ bán ảnh là một cái trang như ảnh như IMUR là họ không có nhận hình cho bán hình từ AI anh ạ. Ờ đúng rồi. Còn bán ROM thì vẫn được. Đúng rồi, bán, chính xác. Bán hình. Chính xác, chính xác. À, Huy đã test một số công cụ ở trên trên đấy rồi. Đấy, ví dụ như là trên Shutterstock. Shutterstock Huy đã thử bán trên này rồi, hoặc là trên Adobe. Nha. Hoặc trên Adobe Stock. Nha. Là Huy đã thử bán ở trên những cái trang này rồi. Đưa hết cả máy ra. À, đâu rồi? Vào cái phần đây. Đây. Mình đưa ảnh lên nhá. Nhưng mà gì ạ? Bảo mẹ. Con mở lên nó đưa lại bố nhập password cho. Đây nhá. Huy đăng lên đây nhá, rất nhiều ảnh nhưng mà không được review này. Review mãi vẫn chưa xong, in review vẫn là đang trong chế độ review này. Đấy. Rồi. Đấy. Đó. Đấy ạ. Đấy, cuối cùng là gì ạ? Là mình đăng lên rất là nhiều nhưng mà không được chấp nhận bao nhiêu hết. À, đây vẫn là ấy rồi, Adobe rồi. À, đây. À, hôm này. Đấy. Earning Summary này. Đâu nhỉ? Pending content này. Đây. In review này. Anh chị em thấy vẫn mấy chục cái ảnh đang in review. À reviewer. À, đây là gì ạ? Đã review. Đã review nhá. Đã review nhưng mà gì ạ? Là phần lớn những ảnh này đều gì ạ? Đều rejection hết. Đấy, đều rejection hết. Đây. Đều là gì ạ? Từ chối hết. Đều bị từ chối hết anh chị em. Bởi vì lý do đơn giản thôi. Đấy là gì ạ? Chúng tôi không thể chấp nhận nội dung gửi vào bộ sưu tập biên tập thương mại của chúng tôi. Vì là sao ạ? Vì nó là những cái liên quan đến AI. Đấy, và nó không có bản quyền, content mà không thể ghi nhận bản quyền. Bởi vì sao? Chẳng biết là của ông nào để mà ghi nhận ấy. Anh chị em hiểu không ạ? Không biết của ai để mà ghi nhận luôn. Không biết ghi nhận kiểu gì. Cho nên là gì ạ? Là tất cả những cái hình ảnh do AI tạo ra đều được gắn là không có bản quyền và không thể bán được. Chia sẻ miễn phí thì ok, nhưng mà bán thì không bán được. Và thêm cái điều nữa đấy là gì ạ? Nếu mà mình dùng những cái ảnh này để mà mình làm sách, làm bìa sách, hoặc làm truyện tranh, hoặc là đưa lên những cái đĩa, hoặc là những cái poster, thì điều gì diễn ra? Không có ai có thể đòi bản quyền của mình hết. Tức là gì ạ? Nó giống như ảnh bản quyền luôn và không hề bị vi phạm bản quyền. Thế nó là cái điều cũng rất là hay, đúng không anh chị em? Đúng không ạ? Đó. Cho nên là mới đầu Huy cũng định là bán ảnh ở trên các cái trang mạng, nhưng mà cuối cùng thì nó không bán được, thì mình chuyển sang bán cái khác, thiếu gì đâu. Được chưa ạ? Rồi thêm nữa, đó là gì ạ? Một cái cuốn từ điển về wiki, về nghệ thuật từ cổ chí kim cho anh chị em nào muốn tìm hiểu sâu thêm về gì ạ? Về nghệ thuật.
Đấy, nó có những cái nghệ thuật, có những cái phong cách nghệ thuật đấy anh chị em ạ, có những phong cách nghệ thuật rồi những nghệ sĩ ấy, từ cổ chí kim đấy, nó được sắp xếp. Ví dụ như là Asis PC này, lúc nãy mình có test cái Asis PC này ấy, thì làm sao ạ? Cái phong cách nó là như nào, nó cụ thể nó như nào đấy ạ, thì mình muốn biết thì mình dịch sang tiếng Việt thôi không được chưa ạ? Đấy, nó dùng ở trong gì ạ, ở trong thời trang, rồi ở trong movie, tức là trong phim, trong video game, rồi trong âm nhạc, trong những bài hát, được chưa ạ? Đấy. Và đây là một số cái gallery về phong cách là Acid PC, tức là cái phong cách nghệ thuật đó. Thì chúng ta tìm hiểu thêm về các cái phong cách nghệ thuật này để làm gì ạ? À, để chúng ta thấy rằng là với cái phong cách này thì chúng ta sẽ có những cái ý tưởng như nào với nó. Bởi vì giống như là Huy nói ấy, là để mà chúng ta tạo ra được những cái bức ảnh ấy thì chúng ta cũng phải có tư duy của người nghệ sĩ, chúng ta cũng phải hiểu về nghệ thuật, được chưa ạ? Phải hiểu về nghệ thuật thì mới tư duy, mới tạo ra những cái bức ảnh đẹp được, một cách chất lượng được. Cho nên là cái người nghệ sĩ hay cái người họa sĩ mà có cái công cụ này thì họ sẽ đi rất là nhanh. Đấy, cái người mà không phải nghệ sĩ mà có công cụ này đã nhanh hơn những nghệ sĩ rồi. Nhưng nếu họ là nghệ sĩ, họ đã hiểu về các cái phong cách thì họ còn nhanh hơn nữa. Được không ạ? Đấy. Rồi, những website giúp xóa nền ảnh này. Đấy. Xóa remove background này, anh chị em có thể dùng Canva hoặc có thể là removebg.io, được chưa ạ? Ngoài ra thì mới cập nhật những cái từ khóa mà gì ạ? Mà gọi là những cái từ khóa mà bị cấm bởi Midjourney. Đấy. Ví dụ như là máu me này, máu này, đóng đinh dính máu này, thịt này, rồi là gì ạ, vết bầm này, đụng xe, tử thi này, đấy, cắt này, rồi bị nhiễm trùng này, khủng khiếp này, giết người này, tàn sát này, u quái này, đấy, vết thương này, đấy, những cái này ấy, là Huy gì ạ? Huy sưu tầm, sau đó là Huy phải kiểm tra từng cái chữ được, bởi vì có nhiều chữ Google dịch nó dịch không có nổi, đấy, cho nên Huy phải gì ạ? Huy phải search, Huy tìm, sau đó là Huy gì ạ? Huy dịch ra đây cho anh chị em. Và riêng làm cái này mất mẹ nửa ngày, riêng làm cái bộ này thôi mất nửa ngày rồi anh chị em. Bằng việc mà Huy tạo ra một cuốn sách, bằng việc mà Huy gì ạ, Huy vẽ một cuốn truyện tranh hoặc là viết một cuốn sách, chỉ riêng cái này thôi mất nửa ngày. Anh chị em thấy kinh khủng không? Phải dò từng chữ một, bởi vì sao ạ? Bởi nhiều chữ nó không có những từ tiếng lóng ấy, nó dịch nó không ra được. Đấy, dụ như là phụ nữ môi lớn môi nhỏ này, mông này, ngực này, đấy, núm vú này, rồi là nội tạng này, buồng trứng này, ngực nở này, dương vật này, đấy, rồi là tiếng lóng âm đạo của phụ nữ này, rồi háng này, phụ nữ này, gợi cảm này, dương vật đàn ông này, nó lại từ toàn tiếng lóng này nha anh chị em đó. Rồi những cái từ mang tính chất là gọi là nhà thổ này, khiêu dâm này, những cái câu chửi thề là phắc này, rồi loạn luân này, đấy, rồi những phim khiêu dâm Nhật Bản này, đấy, rồi bữa tiệc tình dục này, rồi những tấm hình chụp phụ nữ gợi cảm này, đấy, Playboy này, đó, anh chị em thấy ạ, rồi quần áo này, đấy, quần áo mà ngực trần này, áo ngực này, đấy, rồi thông thoáng này, quần áo vô hình này, đồ lót này, khỏa thân này, đấy, rồi không có quần, không có áo này, nu này, khỏa thân này, thoát y này, không mặc quần, không mặc gì này, đấy, rồi là những cái cấm kỵ, ví dụ như là phát xít này, nô lệ này. Đấy, đấy ạ. Những cái thuốc này, cocaine này, heroin này. Đấy. Rồi những người này, ví dụ như là Hitler này. Đấy. Rồi là All Born Star name này, tức là những cái name, những cái người mà nổi tiếng ở trong cái lĩnh vực là khiêu dâm ấy, thì những cái người mà có cái tên ở trong lĩnh vực đấy, nổi tiếng trong lĩnh vực đấy. Born Star tức là những cái ngôi sao mà đóng phim khiêu dâm ấy. Đấy thì đều không được đấy. Rồi president, tổng thống gì đấy, bất kể ông tổng thống, bất kể tên gì thì nó đều né, đều tránh, đúng không ạ? Đó, rồi một loạt những cái liên quan đến cái thứ khác nữa, ví dụ đi vệ sinh này, rồi mụn cóc này, rồi là gì ạ, những từ lóng chỉ hậu môn này, nôn này, khiêu dâm này, quyến rũ này, tinh trùng này, sexy này, đấy đấy ạ. Thì nó có một số cái mẹo đấy, là mình có thể là tránh sử dụng những cái từ này thì mình sử dụng những cái từ khác,
Được nhá. Thì nó cũng có một số cái mẹo để mình vượt qua. Ok không ạ? Nhá. Rồi, đấy là cái phần, chỉ là cái phần chương số 3, chương số 5, những cái công cụ thôi. Ngoài ra thì còn có rất nhiều các loại hình, các loại AI tạo hình khác nhau. Đấy, mà Huy đang nghiên cứu và sẽ cập nhật liên tục vào trong cái cuốn sách này. Đó. Rất nhiều cái loại AI khác nhau, còn nhiều loại còn đỉnh hơn cả gì ạ? Cả Midjourney luôn anh chị em. Nhiều loại nó còn chi tiết, nó còn đỉnh hơn, nó còn hay hơn cả Midjourney, nó tạo hình nó còn đẹp hơn cơ. Anh chị em nhé. Đấy. Rồi những cái ứng dụng thì hôm trước Huy đã hướng dẫn một số cái ứng dụng rồi đúng không ạ? Và để làm những cái ứng dụng như vậy, để làm những cái người như vậy thì chúng ta phải sẽ có những cái buổi chi tiết hơn. Đấy, để mà gì ạ? Để mà có những cái như vậy, những cái ứng dụng như thế, ví dụ viết tranh này, rồi là tạo hình nghệ thuật này, rồi ví dụ như là về thiết kế nội thất này, thiết kế nội ngoại thất chẳng hạn thế nhá. Thì chúng ta cũng sẽ có một cái ngách riêng, đúng không ạ? Sẽ có những cái buổi chia sẻ riêng, đúng không ạ? Thế thì cho Huy xin hỏi bao nhiêu anh chị em muốn sở hữu cái bộ tài liệu này thì comment là tôi ạ. Bao nhiêu anh chị em muốn sở hữu bộ tài liệu này? Và Huy nói anh chị em biết là gì ạ? Bộ tài liệu này Huy liên tục cập nhật nha, không có dừng lại, liên tục cập nhật. Và mỗi khi cập nhật vào anh chị em sẽ thấy nó lại mới. Và thêm cái điều đặc biệt nữa này, đó là Huy sẽ có những cái video đào tạo. Và mỗi cái video đào tạo ấy thì Huy sẽ đưa vào đây. Huy sẽ đưa vào đây. Ví dụ như này. Thì sau khi Huy có cái video đào tạo ở cái mảng này xong thì Huy sẽ gì ạ? Là Huy sẽ làm cái video Huy gửi vào đây. Thế thì được không ạ? Và anh chị em vừa đọc vừa xem luôn. Cho nên nó gì ạ? Nó không phải là ebook. Nó vừa là ebook, nó vừa là khóa học online. Anh chị em hiểu không ạ? Vừa là ebook vừa là khóa học online. Đấy. Và anh chị em chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ vừa học bằng mắt, vừa học bằng tai, vừa học bằng gì ạ? Nhìn chữ, vừa học bằng gì ạ? Bằng hướng dẫn bằng video. Được chưa ạ? Bao nhiêu anh chị em thấy là học đa phương tiện như vậy thì nó rất là dễ và nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều đúng không ạ? Ok không ạ? Rồi. Thêm vào nữa nhé. Thêm vào nữa đó là gì ạ? Ngoài cái việc mà anh chị em chúng ta sở hữu cái cuốn sách này đấy, thì Huy có một cái gọi là lớp học nâng cao